được anh giấu từ bấy lâu. Như việc anh thức dậy vào lúc sáng sớm, làm đẹp tâm sáng nơi ta lấy nhau. Anh không lớn tiếng ở nơi đông người, anh không trông chờ vào chuyện hên xui. Anh không hứa là sẽ làm em vui, nhưng sẽ buồn cùng em khi em không cười. Không nói quá nhiều về chuyện lừa đôi, vì có hứa cũng chỉ là hứa thôi. Yêu em cả ngày hay chờ em tới tối, cái gì làm được thì anh mới nói. Anh không ba xạo cũng không thảo mai, không gây chú ý bằng cách bảo like. Không xa ra xa vô thì biểu hay quốc, vì anh bốc chủ động là an toàn. Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai không? Xin lỗi em. Vậy làm sao mà em giận nổi? Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy thì làm sao mà em giận nổi? Xin lỗi em, thì quên anh. Trước yêu ai thì yêu anh. Quen chơi cho vui hay hay mà. Để rồi chia tay em, anh không như vậy. Vì khi yêu ai là phải yêu hết mình. Nếu như em không yêu thì phải cùng chơi anh. Ngày nào đó anh sẽ nuốt lời mà ta. Vì anh là người sau, vì anh là người sau, vì anh là người sau. Nếu không thể lo cho em đâu, vì anh là người sau. Vì anh đỉnh cao nhất Sài Gòn, vì anh là người sau. Tôi của nó nhỏ xíu, còn của anh thì dài hơn. Hey, anh thì không có quỷ đen, nhưng mà lại có số tiết kiệm. Yêu người như anh em tới nghĩ xem, gái gì cũng biết mà lại còn biết chuyện. Yêu em là cả kế hoạch, nhưng anh không phải là chủ mưu. Không khiến em khó thở như ở vụ hàng. Và nguyên tắc số 1 là không được phục vụ. Mà cái đó không chỉ là lý thuyết, còn thực hành thì chắc là hên xui. Tại vì anh là người xấu mà. Nhưng sau câu này thì em nên buông. Vì yêu có thể chậm nhưng thì đổi không thể sai. Cho em biết chút bí mật nhưng em không được kể ai. Câu này là khẳng định nên em không cần phải cãi. Anh không thích ai nói nhiều nhưng lại thích nghe em là nhạc bè đấy. Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy làm sao mà em giận nổi? Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy thì làm sao mà em giận nổi? Xin lỗi em thì quên anh. Đầy trước yêu ai thì yêu anh. Quen chơi cho vui hay hay mà. Để rồi chia tay em, anh không như vậy. Vì khi yêu ai là phải yêu hết mình. Nếu như em không biết tình vì cuộc trời anh nhai, sẽ không nơi em suốt đời. Cuối cùng còn sẽ một ngày nào đó anh sẽ nuốt lời mà ta. Vì anh là người sau. Vì anh là người sau, baby. Vì anh là người sau. Nếu không thể lo cho em đâu, Vì anh là người sau. Vì anh đỉnh cao nhất Sài Gòn. Vì anh là người sau. Tôi của nó nhỏ xíu, còn của anh thì dài con. Alo alo, hello, chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có cái đề chữa siêu đẹp dài luôn. Đề các em thấy chất không? Đề chuẩn bị cho anh em quá là ok luôn. Chưa kịp thi. Má con Phương Thảo. Mày đúng là cái loại lừa dài. Một đội thi nộp điểm chấm khô máu nãy giờ rồi còn. Chưa kịp thi. Toàn thực sự. Rồi. Đề này vừa ngủ dậy anh em ạ. Nhìn mắt lờ đờ ngu ngu vãi cả trời. Căn bản hôm qua ngủ muộn quá. Hôm nay nhìn mặt ngu. Chuẩn bị đề cho bọn mày đấy. Đến tít 3-4 giờ sáng mới đi, được đi ngủ. Mệt thực sự. Các em bớt chút thời gian xem bài về giúp thầy đi. Để chúng ta có thể là chữa luôn cái đề này thôi. Không dài dòng nữa, không lại mệt. Có muốn nghe quảng cáo không đấy? Quảng cáo nhanh được chữa đề nhá. Đề hay đúng không? Đấy. 3 năm câu đầu mẹ làm mượt. Nuột như phim HD luôn. Cuối cùng từ câu 36 đổ đi cái gãy ngay. Đề thi thật cũng vậy đấy các ông ạ. Nên là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần nó là như thế đi. Ok, chào Đỗ Anh. Chào Quang Thông này. Chào Kiều Diễm nhá. Chào Ngọc Bảo. Tổ chức anh em ơi. Chào Mỹ Lệ này. Tên là Mưa nghe buồn đấy em. Ok, chào cậu bé Ngốc nhá. Chào Ngọc Hải. Đủ chưa các em ơi? Lên 2 lít thì quất luôn nha. Được chưa? 200 thì chữa đề luôn thôi. Đề khá là hay luôn. Đề này vừa thi nóng hổi xong. Quà lần này khá là to luôn. Chuẩn bị tinh thần nhận bánh đậu xanh đi các em.
Đủ chưa các em ơi? Lên đi này, mỗi thằng dụ cho ông giáo chục thằng nữa được lên được 200 đấy. Để chúng ta bắt đầu quất luôn, chữa luôn cái đề này thôi nha. Ngon lành chưa nhỉ? Đây là chữa muộn muộn đấy. Đủ chưa anh em ơi? Em comment ghê quá, đọc nó nhanh tụt 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 tụt. Đây là trên Facebook còn đọc được đấy, nay mà like trên trên YouTube thì chắc là đấy đọc được comment đâu. Thế thì em đen rồi. Đấy, kinh nghiệm luyện đề đấy các bạn. Luyện đề thì trước khi nộp bài chúng ta phải dành ra tầm khoảng 10 phút để làm sao mà trước khi nộp bài 10 phút là phải khoanh hết rồi. Được chưa? Khoanh và chuẩn bị nộp rồi các bạn. Ok chưa? Kinh nghiệm đấy. Không đấy. Cứ đợi sát nút 1 2 phút đến đít rồi bắt đầu loanh quanh làm mấy chục câu, cuối cùng đi khoanh đi tô nhiệm vụ quan trọng thì không kịp tô. Bây giờ chắc ai bây giờ đây, công suất của mình đúng không? Đấy, cái đấy kinh nghiệm rồi các em ạ, không phải là chuyện bình thường đâu. Nhiều thằng thì biết thừa, cứ ngồi làm một mạch từ đầu đuôi tô một thể. Đấy là cái lý do mà cái bộ đề nó có cái phiếu tô cho các em đấy. Làm được câu nào phải tô luôn các em ạ, tô luôn không là quên, thằng khác có tô mất. Giờ là thấy buổi này 1m2 mấy chục thằng ăn cắp, thế nên là chúng ta phải cẩn thận, đúng chưa? Bớt ra 10 phút để khoanh nha. Hẳn 10 phút để khoanh để tô cho nó thoải mái. Để chơi nhờ thì đã gửi đề hôm nay trước 5-10 phút rồi còn gì nữa. Ok chào Thị Tú này. Không được sờ vào tờ điển đáp án cay. Đấy cay nó mới nhớ các bạn. Sau đó là kinh nghiệm để cho các em có thể đi thi làm nhiều hơn. Đẹp dài hơn đề. Ông giáo la đề thì tất nhiên nó lại phải đẹp dài hơn đề rồi. Chúng mày không phải. Alo đây rồi, Huyền Trang còn rớt rãi. Người có tình yêu có khác. Cười cũng chất. Rồi ok chào Thư Lăng nhá. Đủ chưa các em? Xem về giúp thầy một phát thôi, để chúng ta lên đủ rồi chữa luôn cái đề này thôi nhá. Trước khi vào online thì chúng ta vẫn là tiết mục quảng cáo anh em ạ. Ở nhà dịch đói mốc mồm lên, thế nào vẫn là quảng cáo. Ok chào Hải Đăng. Quên khi mã đề. Thế thì em toàn thực sự. Được chưa? Đủ chưa các em ơi? Nào, mặc dù hôm nay hơi muộn một tí nhưng mà chúng ta cũng quất nhanh thôi nhá. Thì nội dung này thằng nào biết rồi thì ngồi im nhé, để ông giáo quảng cáo phát kiếm thùng mì tôm buổi tối mai chết đói mất. Rồi đây này, chúng ta có ba khóa CTG nhá, được chưa? Thì thực ra thì cái ba khóa này thì bọn nó cũng biết quá là nhiều rồi, thì thầy sẽ nói lại nhanh thôi. Khóa live C này, khóa chuyên đề các bạn, thì tất cả những cái bạn nào vừa mới thi xong thấy đọc thấy mấy chắc tin nhắn. Nào là hỏi đề em chưa nhận được, ai em nhận rồi xong rồi chưa thi được nọ trai các kiểu, hay là đề nắm số phức quá em chưa kịp học chương trình, thì khóa lai C nó giải quyết hết anh em ạ. Khóa lai C thì nó là tất cả các chuyên đề lớp 12 đấy, thì các em lên sắm một cái khóa lai C này và chúng ta được đăng ký cái bộ đề của thầy ấy, được tặng lai C này để chúng ta có thể luyện hết cái chuyên đề này. Và lai C hiện đang dạy lại hình không gian từ đầu đấy, anh em có đang yếu hình không gian thì chúng ta mua cái bộ đề này về để được học trong live C nhá, dạy lại hình không gian từ đầu luôn. Các em sẽ xem cái cách thầy chữa hình ấy, nó sẽ rất là ok đấy nhá. Không có giáo viên nào chữa hình cho bọn mày theo như ông giáo dạy đâu, thế nên là anh em yên tâm đi nhá. Hình không gian thì thứ hai tối mai đấy. Tối mai là bắt đầu buổi số 2 khóa mất gốc hình không gian rồi đấy, học luôn trong live C các bạn. Nên là chúng ta tranh thủ nhá, bạn nào yếu hình thì đăng ký luôn live C trong cái thời gian này đi. Vì live C thì nó bằng một cái bộ đề chúng em, các em photo bằng nửa quyển sách rồi, có vấn đề gì đâu. Được chưa? Tạo điều kiện hết sức cho em rồi. Sang tháng là không có cái chương trình tặng live C này nữa đâu. Còn live T là khóa luyện đề anh em ạ. Luyện đề thì đây là cái khóa mà nhiều bạn quan tâm nhất cái thời gian này. Kể cả những bạn đang yếu ấy, là cái khóa luyện đề này này là cái khóa ổn nhất các bạn. Vì chưa học xong chương trình em cũng luyện đi. Để chúng ta biết được là cái cấu trúc cái đề chuẩn nó đang nó như thế nào, và cái đề thầy vừa cho các em nó khá là chuẩn cái cấu trúc đề năm ngoái luôn đấy các em. Được chưa? Đấy, nó phân phối đủ chương trình luôn. À, được chưa? Đủ tay đủ tất cả các chương thì em luyện những cái đề như thế, các em mới biết mình đang ở mức chỗ nào. Đấy. Ok chưa? Ngu thì bảo là ngu thật đi, chấp nhận số phận đi các em ạ. Đấy. Khai thật luôn đi nhá. Chứ không lại cứ ảo tưởng sức mạnh quá là không được. Mình biết được mình đang ở đâu so với mức độ đề thật, chứ không phải là mấy cái đề linh tinh trên mạng nữa. Được chưa? Đề là thầy chọn các em đề soạn đề rất là chuẩn luôn nhá. Được chưa? Mình đang ở mức độ nào và cần thiếu những cái gì đấy, phải thiếu những cái gì biết được
mình thiếu những cái gì, chứ bây giờ cứ luyện đề, luyện tràn, luyện lan xong không chấm điểm nhá, không biết mình thiếu những cái gì thì các em không thể tiến bộ được đâu. Các em phải biết được luyện đề, ừ mình thiếu cái gì, bổ sung bằng lai xe luôn đấy, thiếu đâu bổ đấy, thiếu đâu bổ đấy, đấy cứ thế là dần dần đẹp dai thôi, gần như kiểu là đi vá lỗ thủng ý. Anh em đi đường có thấy nó bị ổ gà ổ vịt ý đấy, thì thủng đâu vã đấy, được chưa? Ngoài ra các em sẽ còn một cái nhóm mét hỏi bài nữa, thì các em hỏi cho bài trên nhóm mét này nó rất sôi nổi luôn, có rất nhiều AD cho các em hỏi bài, không phải mang lên group hỏi nhắn tin rồi đợi mòn mắt ở đích thấy, xong rồi nhiều khi gặp mấy cái tin nhắn nhắn mỗi mấy cái đáp án này chán tiệt, được chưa? Thì nhóm mét cho các em hỏi bài thoải mái luôn nhá, thì nó sẽ cứ chúng ta được giải quyết trực tiếp vấn đề của mình, nó sẽ nhớ rất là lâu các em ạ, và cứ như thế nó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Luyện đề thì lịch chuẩn các em sẽ được luyện thi thử luôn nhá, tuần nào cũng thi hai đề, thi rất chán luôn, thi hai đề các em ạ, và chấm điểm, sau chấm điểm thì chữa luôn đấy, thì các em sẽ tiếp xúc được những cái cách mà thầy ra đề chuẩn cho các em luôn, thi luôn, tuần nào cũng thi đấy, để chúng ta lấy kinh nghiệm nhá và nắm chắc kiến thức hơn, chứ bây giờ mà chưa luyện đề là thực sự là các em sẽ bị những người khác bỏ xa rất là dài. Vì ngày xưa kể cả những thằng học kỳ 1 học đảm bảo học khá thôi mà ngơi ra không luyện thời gian ấy, không luyện đề một thời gian thì bọn khác nó sẽ đè bẹp ngay, nó sẽ gọi là cho knock out ngay, hiểu chưa? Còn Liger là cái khóa skin giải nhanh các bạn. Đấy thì chuẩn bị bắt đầu khóa này rồi, sắp mùng 1 tháng 4 rồi thì khóa skin giải nhanh. Thì tất cả những cái skin giải nhanh 8 cộng 9 cộng ấy. Đấy thì thầy sẽ tổng hợp cho em trong cái khóa Liger này theo 10 chủ đề. Được chưa? Theo một hệ thống các chủ đề luôn. Chứ bây giờ các em luyện đề nhiều các em biết được rồi đúng không? Các em học những cái câu từ 30 40 đổ đi. Đấy, những cái câu đấy mà chúng ta không có những cái lộ trình định hướng cụ thể, chúng ta làm như kiểu là thấy cái dạng nào làm thấy nó mới, làm mấy chục đề đích thành tăng điểm. Đấy thì đấy nó chính là cái mà chúng ta dùng Liger để bổ sung theo một cái lộ trình bài bản để nắm chắc tất cả những dạng 8 cộng 9 cộng. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Đấy, thì các em biết được là chúng ta sẽ phải có cái chiến thuật cụ thể làm nó mới ok được, đúng không? Chứ không phải là cứ cậy mình khỏe, mình trâu, không học đúng chiến thuật còn lâu mới lên được. Thôi mình đi vào tiếp này, dẫu biết là câu nào áp dụng công thức nó sẽ ra, nhưng mà quan trọng các em có nhớ được công thức hay không, học bao nhiêu môn, sắp xếp nó phải hợp lý thì lúc lấy ra mới lấy được. Bây giờ cái gì tống vào, gì ném vào đầu như là đống rác ấy, xong rồi tẩu hỏa nhập ma đấy, không lôi ra được đâu. Thôi chữa nhỉ, câu 1 đi các em ơi, comment xong nhá, xong tiết mục quảng cáo nhé, thằng nào liên hệ với thầy sau buổi live này để tư vấn những khóa học này sau. Bây giờ thì tập trung nhiệm vụ chữa đề cái đã. Hôm nay là chữa nhẹ nhẹ thôi. Được chưa nhỉ? Chữa chưa? Được chưa? Cứ kêu chữa đề từ nãy đến giờ đậu xanh 2 lít chưa lên. Rớt rãi bỏ mấy A lên. Sôi nổi là đảo ngay. Rồi được chưa? Chữa nhé. Chữa nhé, chữa nhé. Câu 1 đi, câu 1 công nhân phẩm rồi. Câu 1 công nhân phẩm này. Đấy, mặt phẳng nào song song với OGI em ạ. Song song với OGI nhá. Comment nhanh đáp án đi để thầy chữa luôn này. Không muộn giờ mất các em, 29 rồi, 30 là vào luôn. Đấy. Đợi 1 phút nữa comment là chữa luôn đây này. Mỗi thằng dụ giúp thầy chục thằng đi xe về để chúng ta có nhiều buổi live chữa đề nhiều hơn. Và thầy cũng sẽ bớt chút thời gian ra chữa cho các em nhiều đề trên Face hơn nhá. Face giờ ổn rồi đúng không? Chữa được chưa các em ơi? Câu 1 này. Đáp án chưa? Câu 1 thì ở đây các em phải hiểu đơn giản, các em học đến OGI chưa? Mặt phẳng song song với mặt phẳng OGI ấy thì nó có vector pháp tuyến. Đây này, chính là trục OGI này này. Đấy, ok chưa? X OGI nhá. X OGI đây này, Z đây này. Thì cái vector chỉ phương của trục OGI là vector K. Đấy, cái này định nghĩa trong sách giáo khoa đấy, nó có tọa độ là 001. Được chưa? Thì K này nó chính là pháp tuyến của OGI luôn. K này nó chính là pháp tuyến của OGI luôn. Đấy, ok chưa? Thì em nhìn có 4 đáp án A, B, C, D. Chỉ có câu A nó nhận K làm vector pháp tuyến thôi. Đấy, khuyết X, khuyết Y, hệ số trước Z bằng 1. Thế thôi, ngon lành cho các em ơi. Nhá, alpha Z cộng 1 bằng 0. Ổn chưa các em ơi? Ổn chưa? Nhá. Đấy, OGI đây này, nó nhận OZ làm, nó vuông góc với OZ, thế nên nó nhận cái vector K làm vector pháp tuyến nhá. Đấy, thì chỉ có đáp án A thôi, chỉ có đáp án A 001. Đấy, ngoài này chưa, quên hết Y. Câu 2 này,
Câu 2 thì những cái công thức kiểu kiểu như này có nhớ lớp 11 không? Đấy, dự là có thể là năm nay giảm tải lớp 11 đấy các em ạ. À, sắp có đề minh họa rồi. À, các em đợi chút là khi ô đậu. Ơ má cái máy quay rớt lại này. Ơ sao hôm nào nó cũng cứ bị đen phát nó mới chịu được nhỉ? Không thể chấp nhận được nhé. Cái này nó mấy hôm nay like không được gì đâu, tự nhiên hôm nay like đông nó lại bị đen anh em ạ. Máy quay mấy kia đập cũ xong cáu không chịu được, lại đen rồi. Đấy, lên chưa anh em ơi? Rồi, luật rồi. Thôi chữa nhỉ. Đấy, không nó lại đen mất. Hôm nay là xịn rồi, hôm nay là không thể đen được. Luật rồi các em ạ. Nó lại về full HD rồi. Được chưa? Mình vào câu số 2 này. Câu số 2 này. Xịn rồi, xịn rồi. Câu 2 nhá. Những cái câu như này này, các em có thể nhớ công thức hoặc không nhớ công thức thì cùi bắp thì em nhớ, em thử đáp án thôi. Chọn càng 2 n 3. Đấy, ngon lành nhá, thường như thế. Những câu nó hỏi mấy đề đúng sai kiểu kiểu này này thì luôn chọn càng 2 n 3 vào. Sau đó thì thử đáp án thôi. Thằng nào ok thì chốt nhá. Đấy, thế thôi. Đàn A này. Đàn A này. Nó bảo trái chữ phải này. Đấy, được chưa? CKN nhá các em nhá. CK của N. Đấy, bằng C N trừ đi K của N. Đấy thì khi em thế N bằng 3 và K bằng 2 vào, đáp án nó sẽ trở thành là gì nhỉ? Đáp án nó sẽ trở thành là C 2 của 3 này bằng C 1 của 3 này. Đấy, em trừ cho nhau nhá. Bấm nó thành là 3 C 2 trừ đi 3 C 1 đây này. 3 C 1 đây này. Được chưa? Đấy, bằng 0 chưa? Xịn luôn, vậy thì đáp án đúng nhá. Đấy, thế thôi. Được chưa? Câu B cũng vậy. Câu B cũng vậy thì nó chính là C 2 của 3 này. Đấy, e bằng này e 2 của 3 chia cho thằng này là 2 giây thừa. Đấy, thì bây giờ em cứ lấy trái chứ phải thôi, là bằng 0 thì đúng nhá. Bấm này, 3 cờ 2 này, hi hi, đồ ngốc, trừ đi phân số nhé. À, bấm là 3 P 2 này chia cho 2 giây thừa, xong luôn. Ô cũng bằng 0 à, B đã ra đi rồi, vậy thì còn CD nữa thôi. Thử nó cứ phải ra đáp án A luôn, có phải sướng không? Hỏi mệnh đề sai nhá các em nhá. Sai đấy, nhìn kỹ này. Bấm tiếp đi. Câu C nó thành gì em nhỉ? À, K trừ 1 là C 1 3 này cộng với C 2 3 này bằng thằng này là C bao nhiêu nhỉ? C đây là C 2 4. Bấm xem đúng không? 3 cờ 1 đây này. Đấy, cộng với lại 3 cờ 2 trừ đi thằng nào 4 cờ 2. Hi hi. Ô cũng bằng 0 à, vậy thì C toang rồi. Câu này chỉ còn D thôi các em ạ. Đấy, thì ở đây nó là C 2 của 3. Nó sẽ phải khác C3 của 2 đấy, đúng không? Ở đây nó N của K này này, nó hơi mờ tí các em ạ. Được chưa? Ok chưa? Đấy, C3 của 2 là không tồn tại nhá. C3 2 không tồn tại. Đúng chưa? Ok chưa? Em bấm nó error ngay mà. Chốt được D thôi. À, câu 3 này. Đấy, có hai câu cấp số cộng. Với lại mấy cái câu đề này chuẩn cấu trúc luôn đấy. Trở chuẩn cấu trúc đề ngoài luôn các bạn. Được chưa? Câu 3 nhá. À, lý thuyết về lớp 11 một chút xíu. Lại quên đấy, biết ngay. Có nhớ đâu mà. Em chọn C là toi rồi. Nó phải có kỹ năng luyện đề nó mới lên được, không lên thế nào được. Được chưa kia? Ngon chưa? Nhá. Hỏi đáp án sai, tường ngay đúng vào thì làm sao mà đẹp dai được. Câu 3 này. U1 bằng 1 này, U2 bằng âm 2, U2 không 19 này anh em ơi. U2 không 19 thì chốt nhanh thôi. Nào, cấp số nhân nhá. U2 không 19 thì bằng đấy nhỉ? U1 nhân với lại Q mũ 2018 thôi. Đây, U1 U2 đây này, em rút ra thôi. Q ở đây nó sẽ bằng gì nhờ? Đấy, công bội Q sẽ bằng U2 chia U1 đấy, bằng âm 2. Được chưa? Thế vào. Bằng 1 này, U1 bằng 1 này nhân với lại âm 2 mũ 2018 nhá. Đấy, thế vào thôi. Thì nó sẽ bằng là 2 mũ 2018 thôi. Đấy, 2 mũ 2018 nhá, B bờ. Thế thôi. Mấy câu cấp số nhân này, liêm sỉ này thì chốt nhanh. Câu 4 thì toán cộng thì thôi nhá, chốt nhanh thôi. Đây. Đấy, cho tích phân của F bằng âm 3, tích phân của G bằng 2. Hỏi tích phân của F cộng 2G thì nó bằng tích phân F cộng với 2 tích phân G. Đấy, thế vào bằng F thì bằng âm 3, G thì bằng 2 thì nó là cộng 2 nhân 2. Đấy, trò trẻ con này thì 2 nhân 2 4, 4 chứ 3 bằng 1 anh em ạ. 4 là E rồi.
Được chưa các em? Ok chưa? Đề này thì thầy sẽ cho đề thi chung thì thầy cho đề nó dễ một chút. Thực ra không quá dễ đâu. Và các em phải nắm bắt được tinh thần của đề thi thật, nó phải chuẩn như thế này các bạn. Những câu đầu nó rất là dễ để cho các em có thể nắm được đề thi trắc nghiệm. Đề hay không phải là đề khó các bạn. Đấy, nó đề hay nó phải là đề chuẩn đúng không? Đấy, làm đề quá khó nhiều khi xong cuối cùng có đỗ mẹ đâu, làm gì đề khó, đề dễ cũng chưa làm được. Đấy chưa? Quan trọng là đề này nó chuẩn các em ạ. Đề xịn. Để đại học nó cũng như này thôi các. Đấy, để chúng ta nắm được, bắt được tinh thần của nó nhé. Những cái câu đầu là trình tốt nghiệp, ra đề khó, lớp tốt nghiệp hết. Nhân phẩm sai rồi. Câu 4 này, xong chưa? 4 xong chưa? 5 nhá. Nào nào các em, 5 này, nhìn kỹ này, giải thưởng. Đợt này hơi bị to luôn, chúng mày thi khô máu đi. Ô sao nó chưa lên được 200 nhỉ? Nói tê mồm nãy giờ chưa lại 200, yếu, thực sự. Đậu xanh huyền trang. Người có tình yêu nói câu nào cũng đúng anh em ạ. Câu số 5 này, được chưa các em ơi? Nào, dân chơi nhìn phát biết ngay đồ thị này nó là trùng phương A Dương đấy. Trùng phương A Dương thì B, D đã ra đi rồi, còn lại A, B, C ở lại. Thằng này chốt luôn ba cực trị. Thì AB trái dấu, AB trái dấu mới có ba cực trị thì C nó lại lù lù ra đây rồi. Câu này nhân phẩm 3 giây nhá anh em ơi. Được chưa? Không chưa? Tính chất hàng trùng phương dậy mãi rồi. Thằng nào không biết thì sắm like C. Được chưa? Lại quảng cáo đấy. Được chưa nhỉ? Đảm bảo thằng nào không xem like từ đầu đến đuôi, xem nhoẻn 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 mấy câu cuối chắc ăn thi tạch. Kinh nghiệm mày bọn hỏi bọn 2K1 năm ngoái xem, thầy nói không bao giờ nhầm đâu mà. Mày cứ thử mày thoát ra khỏi like này xem. Xong mày sang năm tạch sắp bằng. Đấy đừng kêu ông giáo nhé. Đấy được chưa? Học cái gì cũng thế các bạn. Một đã làm thì phải làm tới luôn, không thì thôi đừng làm. Thế thôi, làm kiểu nửa vời mửa ra thế thì chả ai chơi được các bạn. Và thứ hai là sau cũng rất khó thành công, khó làm những cái việc khác nữa. Đấy, thế thôi nhá. À, quan điểm là thế các bạn. Chơi là phải ra chơi, học phải ra học. Còn đã làm thì làm từ đầu đến đuôi luôn, làm nó hẳn hoi vào. Còn không thì đừng làm. Thế thôi, rất đơn giản các bạn. Nhá. À, câu số 6 này, nhanh lên các em. 6 này đáp án không thấy đâu, cứ ngồi nói phép từ nãy đến giờ. Nguyên hàm của thằng 1 trên x thì thằng nào không khoanh được nữa thì đúng là đồ con lợn. C này, được chưa? 6 cờ nhá. Không nói nhiều, công thức sách giáo khoa. Áp dụng sách giáo khoa ta có. Tặng luôn ông giáo. Thôi nói thế hơi bị hiếm đấy, tặng là tặng củ cải nào được. Câu 7 này. Câu 7 nhé. Ở đây, cho một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng căn 3 thì thể tích của khối lập phương đó là. Thì đây này, nhớ kỹ nhá, cái này đường chéo của hình lập phương đấy, ông cứ nhắm mắt nhắm mũi vào ông khoanh chết đấy nha. Câu 7 này, đường chéo hình lập phương nó bằng đây, công thức đấy. Bạn nào nhớ nhanh thì có thể nhớ nhanh thầy thôi. Hình lập phương cạnh A thì đường chéo nhá, hình lập phương cạnh A thì đường chéo của nó sẽ chính là bằng A căn 3 anh em ạ. Được chưa? Công thức nhanh đấy nhá. Nhớ nhanh làm nó ok, mấy câu rất dễ này thì chốt công thức nhanh cho nó nhanh nhá. Ok chưa? Lập phương cạnh A, đường chéo của nó bằng A căn 3 nhá. Đây là cho căn 3 này, rút ra A bằng 1 anh em ạ. Được chưa? Hình lập phương cạnh 1 đấy, thể tích mũ 3 lên, D D không nói nhiều. Đẹp trai là có thật. Xong chưa? Câu 8 này. Ô. Học lại mày phải hỏi con Huyền Trang. Đấy, nó nằm ngoài nó rất lãi. Học nó cứ thoát like ông giáo nhiều, bây giờ lại phải học lại và học lại, lại có người yêu đấy, đậu xanh. học lại ông giáo phải tuyển ngay được phi công anh em ạ. Thật không thể tin được. Câu số 8 này. Được chưa các em ơi? 8 giờ nhanh tốc độ lên, đáp án cứ phải ra đều đều để phải dục. Mệt. Câu 8 này nhá. Chỉ phương của D à? Đường thẳng hỏi chỉ phương thì thôi nhân phẩm này, 212. 212 nhá, đừng 121 nhá. 8A rồi. Được chưa? Đấy, đề thi thật nó cũng tầm như này thôi các bạn. 15 câu đầu cứ vừa làm vừa nhìn, khoanh 3 giây phát.
mô đun số phước cái ca số ta có hi hi. Đây nhìn này, ok chưa, câu số 9 ông nào chưa biết bấm thì nhớ nhìn kỹ đây này. Thằng nào chưa có 580 thì sắm 580 đi nhá, nếu không giờ này chưa có 580 là hơi lạc hậu đấy, thấy chưa, dị thế các bạn. Ra đấu trường rồi phải có vũ khí xịn, không mình cầm dao cầm kiếm, nó cầm cái súng lên thì thôi tuột 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 hẳn luôn, vãi mẹ ra quần mất rồi. Thôi này đấy, thế nên là các em đầu tư đi, đầu tư con 580 nó không phí đâu các bạn, sang năm thì em bán lại bọn 2K3 ấy, mất mấy trăm nghìn mà chúng ta sẽ được nhiều cái hơn và học học đề với thầy nó sẽ hiệu quả hơn nhá. Đấy, còn không thì săn top 1 đi, kiếm con 580 về tí nữa. À mai có đáp án, có danh sách cho chúng mình để tặng luôn con 580 nhá. Được chưa? Nói này, bước số 1 để bấm module của thằng này, ông nào chưa học số phước thì nhìn kỹ vào đây. Bấm menu 2 này, nó hiện y cư lên chỗ này này, đấy cứ y lên ở chỗ này là đẹp dai rồi, được chưa? Nó phải hiện y ở đây lên mới bấm được nhá. Không là không bấm được đâu. Nhìn này, Z nè. Đây là bắt tính module của thằng này, module của Z, nó là trong trị đối này là cái đống của cái này. Đấy. Thì nó là trị tuyệt đối đấy. Các em hiểu đơn giản là như thế thôi. Module trong số phức nó là trị tuyệt đối trong máy tính. Rồi, bấm trị đối của cái đống bên trong này thôi nhá. Mở ngoặc ra này, -4 này. Đấy, cộng 3y, số phức nó dễ như thế đấy. Thằng nào khiếp số phức thì nhìn vào đây, ra đáp án luôn đây này. B nhá. Xịn thực sự luôn. Điểm cao mà trượt thì cũng chỉ là trượt thôi, đúng đồ con lợn. Câu số 10 này. Đấy, biện minh. Xong chưa? Đấy. Làm đề cứ phải nhanh, gọn lẹ các bạn, nuột. Đúng rồi. Câu 10 câu về lý thuyết loga thôi các em ơi. Cho AB dương này, A khác 1, N khác 0 này. Loga của A mũ N nhá, đậu xanh nó mờ quá. Máy in nó gần hết mực rồi, nhìn nó hơi sida tí. Loga A mũ N của B thì em đưa N ra ngoài loga này thì nó chỉ bằng 1 chia N loga AB thôi. Ngon. Được chưa? Đấy, các em bắt biến đổi loga A mũ N của B này. Thì em đưa N ra ngoài loga thì nó chỉ bằng 1 trên N thôi. Xịn thực sự. Câu này ra D nhờ. D nhá. Mày tiếp tục chưa? Đấy, không biết sau khi like được 50 câu này có kiếm được thùng mì nào không. Đói thực sự. Câu số 11 đây này. Nói nữa em dỗi. Dỗi thì làm gì nhau, đơn giản. Câu số 11 này. Ông trưởng ông còn nhớ 6 tháng không đấy? Câu số 11 nhé. Ngon lành chưa các em? Được rồi. Đó gì? Vừa ngủ dậy, đang muốn ngủ gần chết rồi. Hôm qua làm đề đến 3 giờ sáng, đã được ngủ bù đâu. Ra được cái đề cho các ông làm sung sướng gì đâu. Mệt gần chết rồi. Câu 11 này. Cho mặt cầu S thể tích 4π. Chúng mày làm đề ông giáo tranh thủ vừa ngủ được giấc em ạ. Xịn thực sự, dậy thấy sảng khoái hẳn. 11 này. Dỗi là dỗi thế nào được. Con người đẹp trai yêu thương như thế này không thể dỗi nhau được em ạ. Yêu thương nhau nhiều hơn. Câu 11 nhá. Đó cho mặt cầu diện tích bằng 4 này. Diện tích mặt cầu là 4πr bình bằng 4π. Rút nhẹ phát R1 phang luôn thể tích ở 4/3πr mũ 3 là 4/3π. Ngon cờ nhá. 11C chưa. Đấy. 12 này, tăng tốc lên một chút nhá, không lại không kịp, muộn mất. Ô chúng mày dụ thêm mấy thằng rớt rãi nó vào đây nữa, giúp ông giáo phát. Làm sao lên 200 cái mẹ nhìn cứ 190 mấy, phản cảm vãi cả trưởng. Có 12 này, giá trị cực tiểu. Đây nó lõm xuống lại đây này thì nó là cực tiểu đấy, được chưa? Cực tiểu đi qua gốc O rồi thì nó lại trả về mo à. Úi giời, 12A, xịn thực sự. Để cho các em, 12A nhá. Được chưa? 13 này. Đề thi thật nó cũng thế thôi các em. Cứ 15 câu đầu các em vừa làm vừa khoanh thôi. Nó rất là nhanh để chúng ta có thời gian làm những câu khó hơn nhá. Em bị đập máy dây à? Chớ, máy có tội tình gì đâu các em. Kiềm chế là sức mạnh. Câu 13 này. Câu 13 này nhá. Cái gì đây? Alpha là mặt phẳng trung trực của
đoạn AB vector pháp tuyến của alpha thì nó lại trả vuông cái AB lòi mắt ra. AB chính là pháp tuyến, không nói nhiều. Cuối trừ đầu đây này, không trừ đi 2 ra 2 này, không không trừ âm 2 ra 2 chứ, vỡ mồm. 3 trừ đi trừ 1 thì ra 4 này, 1 trừ đi 3 về âm 2 các em ạ, chia tỷ lệ đi nó là 1 2 âm 1, được chưa? Đấy, pháp tuyến của alpha đấy, 1 2 âm 1 đấy, nó chính là thằng nào của cái nào AD rồi, hi hi, được chưa? 13D nhé. Học live với ông giáo không để buồn ngủ được. Có 14 này, nhanh lên, nhanh tốc độ lên này. Bằng đấy con người cứ phải để dục đáp án, không thể yêu thương được. 14 này, nhanh lên. Nghịch biến à? Ô thằng nào nó cứ giảm xuống. À, mệnh đề đúng nhá. Đúng. Đây. Đấy. Chúng ta chỉ cần đọc lướt lướt qua, nhưng mà những chữ quan trọng là không được bỏ qua đâu. 14 này. Nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến 1. Trừ 1 đến 1 là khoảng này này. Ôi giời ơi, nó uốn lượn như run thế này thì nghịch biến của cái gì? Biến đi. Bên này. 0 đến dương vô cực. 0 đến dương vô cực thì nó lại lồi lên như thế này, bảo đồng biến. Nói phép. C này. 01 à? Ừ, 01 nó đồng biến rồi đấy, đúng rồi anh em ạ. Vậy thì 14C rồi. À, được chưa? Có ông nào toang câu 14 không? Toang câu 14 là sắm ngay đàn vịt. Không phải học hành gì nữa em ạ. Câu 15 này. Tập nghiệm của phương trình loga này thì bưng vào mà can còn cái gì nữa? Xong chưa nhỉ? Đấy, luyện đề nó phải như thế các bạn. Không cần biết tự luận hay là ca sô, cứ thế mà làm nhá. Cách nào nhanh thì quất thôi. Câu này dùng tính năng cam nhá, được chưa? Luyện đề với thầy nó lên phản xạ hết thôi, cứ từ từ các bạn, không có gì phải nóng. 4 này của x này đấy, cộng với loga cơ số 16 của x này, trừ đi 7 này, can vào đáp án A là 16 này, hi hi, bằng 0 rồi. A à, ok, 15 ra đáp án A đấy. Ôi giời, thôi nói bình thường nhá, nghe mệt mỏi vãi chưởng. Thôi này, tiếp này, xong chưa? Đấy, thế thôi, nó chỉ như thế thôi, xịn luôn nhá. 15 cái can lại gặp đúng thời đáp án A nữa, sướng thực sự. Đi thi phải khấn kỹ vào, làm sao mà can những câu này phải cứ ra đáp án A đáp án B xuống. Sắm vịt đi chăn này, rủ tập đoàn chăn vịt. Tưởng chăn vịt mà dễ à? Mới có kinh nghiệm ấy. Nuôi thân còn trả xong, nuôi vịt nữa, lăn là nó chết nữa. Tòi. Tiếp nhá, 16 nhá các em ơi. Đấy, 3 điểm nhẹ nhàng luôn này. Đấy, các em phải phân biệt rõ ràng ra. Câu này lại ca sô ta có. Được chưa? Số phức có đơn giản như thế thôi các em. Ngon lành nha. Số phức có 5 câu trong đề thi đại học, còn năm nay không biết bao nhiêu câu. Đợi đề thi đại học, đề minh họa tới nó ra đã, thầy sẽ viết lại cái ma trận đề thi cho các em luôn nhá. Số phức chưa học chỉ lụi thôi à. Thế thì sắm ngay lai xe đi còn gì nữa. Lai xe đang được tặng kèm hộp đề đấy, được chưa nhỉ? Tôi chị tiếp nhá, tạo điều kiện cho chúng mày học full lý thuyết luôn đấy. Không học full lý thuyết tầm này là phí lắm, được chưa? Bọn nó luyện đề chán rồi, lai tê nó luyện đến hai mấy đề rồi, cứ cậy học kỳ 1 mình học giỏi xong lên lớp giờ bét lớp đấy nhá, không luyện đề là toàn đấy các em ạ. Menu này, câu 16 nhá, câu 16 nhá, giải bậc 2 thôi. 9 này, 22 này, giải phương trình bậc 2 thầy nhập này, 1 này, 2 này, 11 này. Đấy, trong số phức ấy bình thường em thấy nó cái y của cái đuôi này này thì tức là nó vô nghiệm đúng không? Nhưng bây giờ trong số phức thì thằng này vẫn là nghiệm đấy các em. Đấy, lưu ẩn A nhá. Lưu A, bấm store A này. Đấy, nó hiện đã lưu vào A rồi. Ok chưa? X2 này, bấm store phát B. Nó hiện đã lưu vào B là ngon ra rồi đấy. Chuẩn chưa? Thằng này có hang nghiệm, Z1 lưu ẩn A, Z2 lưu ẩn B. Thằng nào chưa biết lưu nghiệm thì xem lại video trên YouTube nhé. Được chưa? Rồi bấm này menu 2 nhá. Đấy, bấm menu 2 nó hiện cái IQ ở đây còn đây này. Thì hai ẩn vừa lưu nó mới là số phức được. Cứ lon ta lon ton bấm menu 1 cái mất IQ là bốc đất. Rồi. Bây giờ A là bắt tính cái tổng này thôi. Module của Z1 là trị tuyệt đối của A các em ạ. Bình phương phát cộng với lại module Z2 là trị tuyệt đối của B đấy. Bình phương nhỉ. Ô 22 này các em ơi, B này xịn thực sự luôn.
Xong nhá, 17 à? 17 cho mặt cầu tâm Y này, đi qua điểm E này, có phương trình là tìm bán kính R nữa là xịn, R bằng IE. Xong chưa? Thế thôi, mặt cầu tâm Y đi qua A thì bán kính nó lại chẳng là IA thì là củ cải gì nữa, tìm R đi này kia. R nhá. Căn bậc 2 này, cuối trừ đầu đây này. Trừ 1 trừ A. Cuối đây, lấy A trừ Y cho nó nhìn nó dễ nhìn này. 2 trừ 1 về 3 bình này. Cộng với 0 trừ 2 ra âm 2 bình là 2 bình rồi. Cộng với lại 0 trừ đi trừ 3 là cộng 3 bình phát nữa. Ok, R căn 22. Vậy thì đáp án nó chính là tâm Y này. Tâm Y thì ở đây nó phải loại A với C rồi, chỉ có B với D là đúng tâm Y thôi. X trừ X0 cái này, trừ đi trừ 1 là cộng 1 đây này, được chưa? R bằng 22 thì D ngại gần gì nữa mà không khoanh, được chưa? Không khoanh thì nó lại bảo là mình ngu, làm ra rồi còn khoanh lệch, được chưa nhỉ? 17D nhá, mặt cầu các em học viết phương trình mặt cầu cơ bản thôi, đơn giản, có tâm của bán kính, lắp công thức có nhá. 18 này, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai hàm. Cái này diện tích này, hai hàm này, áp dụng công thức ta có gì nhỉ? S bằng tích phân từ A đến B, chỉ đổi F trừ G là 2x bình này, cộng x này, cộng 1 này, G đây này, trừ đi thằng số 2 là x bình này, trừ đi 3 để x phát. Rồi, thằng này nó bảo thế thôi nhá. Đấy, công thức diện tích của hai hàm làm xuống. Này chưa có cận đúng không? Chưa có cận thì đề bài này nó cho cận thì em thế cận đây luôn. Còn thằng này nó chưa cho cận thì lấy từ hoành độ giao điểm đấy các em. Độ giao điểm nhá. Đấy, cho hai này bằng nhau này, tức là 2 trừ đi 1 thì ra x bình này. À, cộng với lại x này. 1 trừ 3 ra âm 2 bằng 0 này. Giải bậc 2 này ra mấy nghiệm đấy các em? Menu 922 nhá. 1 âm 2 à? Đấy. Ra được nghiệm 1 với âm 2. Ra được nghiệm 1 với âm 2 thì cận từ nhỏ đến lớn nhá, âm 2 đến 1. Thế thôi. Bấm máy tính ta có. Hi hi. Rồi, đây, tích phân này, chỉ tuyệt đối này. 2 trừ đi 1 còn 1 x bình thôi, cộng x trừ 2 này. Đấy, cận ở đây em thế cho thầy từ âm 2 đến 1 nữa. Xịn thực sự 9/2 A rồi. Ngon. Được chưa các em? Thế thôi. Nhẹ nhàng. 18A không phải ngại gần gì cả, đúng rồi. Cho thì bình sin thôi. 19 nhé. Y bằng E mũ X nhân sin 2X có đạo hàm là. E mũ X nhân sin 2X có đạo hàm là nhá. Bây giờ này, em nhìn kỹ này. Được chưa? Giờ em tính cho thầy hỏi y phẩy đúng không? Y phẩy này tính tay nó nhanh, đỡ phải thử cái này, thử bằng ca sô cũng được. Nhưng mà câu này dễ, em tính tay cho nó nhanh nhá. Đấy, đạo hàm của hàm tích thôi. A nhân B này. Thằng hai lưng E mũ X thì đạo hàm bằng chính nó. Đấy, nhân với sin 2x cộng với lại e mũ x nhân với đạo hàm của sin 2x thì đạo hàm của sin 2x nó về 2 cos 2x đấy. Rồi chốt lại là e mũ x ra ngoài nhân tử chung, trong thì còn sin 2 cộng với lại 2 cos 2x, được chưa? Xịn. Câu này nó ra đáp án nào nhỉ? A đây rồi, cờ. 19C nhá, được chưa các em? Thế thôi, đạo hàm của hàm U nhân A nhân B này. Đấy, thế thôi. Hàm tích nhá. Được chưa nhở? Xong chưa? Câu 20 này. 20 này các em. Tìm M này. Để thằng này có tiệm cận ngang à. Bậc nhất chia bậc nhất. Có tiệm cận ngang lên thằng Y1. Đây. Bậc nhất chia bậc nhất. Tiệm cận ngang là hệ số trước X trên tử trên X dưới mẫu này. Đấy. Thế thôi. Được chưa? Y1 em cho tiệm cận ngang này, nó phải bằng cái này này, M cộng 1 chia đôi. Đúng không? Đấy, mấy câu liêm sỉ này thì làm nhanh nhé. Rút ra được ngay là nhân chéo lên thôi. 2 bằng M cộng 1 thì M bằng 1 rồi. D. Được chưa? 20D thôi. Nha. Yeah. 21 này. Ô, nó lại trả xịn à. Nó nói như... Còn Ngọc Trầm nó lại bắt bẻ rồi. Rồi nói tí nó lại bắt đầu nó phản áp rồi. 21 này. Nó chả thương yêu ông giáo gì cả. Thức đêm thức ôm làm đề cho chúng nó. Nó lại còn phải tặng cả quà nữa. Mất mấy thùng mì tôm rồi. Anh em đăng ký khóa học để ông giáo thu lại vài thùng, không là chết đói mất. 21 này. Khẳng định nào sau đây là sai?
sai nhá, nhìn kỹ chữ sai đây này, không phải cứ nhắm mắt mũi vào làm. Hai mốt chưa, hai mốt chưa nào. Hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt thì ở đây là trừ 1/3 này, 1 này, ok, OX đây này, cắt nhau tại ba nháy, chuẩn, A đúng. Giá trị cực tiểu bằng âm 1/3 thì chuẩn rồi, nó lõm xuống tại âm 1/3 đây này, ok, ngon, B đúng. Hàm số đạt cực đại tại x = 3, ok, x = 3 nó lồi lên, chỉ còn lại mỗi D thôi, được chưa? Giá trị cực đại phải bằng 1, ok chưa? Giá trị cực đại bằng 1 nhá. Điểm cực đại mới là bằng 3. Được chưa? Đây sai rồi. Đây xin lỗi anh em đi. Câu 2 này, 22 này. Tập nghiệm của bất phương trình loga này à. Ồ câu này dễ thì giải tay cho nhanh nha. Loga này, cơ số 2 của thằng này là 4x này cộng 8 này, chuyển cái đống này sang bên này nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì em đưa về bằng loga cơ số 2 của 8. Thế thôi. Loga 2 của 8 bằng 3 đấy. Này cộng với lại loga cơ số 2 của x đúng không? Rồi, xong luôn. Loga cơ số 2 của thằng này là 4x cộng 8 này nhỏ hơn hoặc bằng loga cơ số của 8x đấy. Tổng thì bằng tích hai loga thôi nhá. Ngon lành chưa các em? Nhớ chỗ này phải điều kiện là x ở đây nó phải lớn hơn 0 nhá. X phải lớn hơn 0. Được chưa? Rồi, loga thì vứt đi. Hai nháy. Xong chưa? Rồi chuyển sang bên này này, 4x cộng 8 bằng nhỏ hơn hoặc bằng 8x đúng không, thì 8 trừ đi 4 còn 4 rồi, 4x lớn hơn bằng 8 thì x lớn hơn bằng 2, xịn luôn, ok, thỏa mãn luôn cái thằng lớn hơn không này này, chốt luôn. 2 dương vô cực, cờ không nói nhiều. 22c nhá. 23 này, cho f phẩy hỏi số cực trị của f. Dân chơi nhìn phát biết ngay số nghiệm bội lẻ đúng không? Skin đấy. Còn ông nào không biết cái số nghiệm bội lẻ này không đấy? Rồi, cái này đặt nhân tử chung ra nó là x bình nhân với lại x bình trừ 1 này, nhân với x cộng 2 tất cả mũ 3 này. Nhẩm nhanh ra được là gì nhờ? Trong này có 3 nghiệm là 0 là nghiệm kép, kép là bội 2 rồi. Cộng trừ 1 là 2 nghiệm đơn. Ok chưa? Âm 2 nó là nghiệm bội 3 đấy. Đúng chưa? Mang mũ 3 này. Chuẩn rồi, đã cực trị các em ạ. A. Ngon lành chưa các em? Đấy, không là nghiệm kép là bội 2 này, không phải cực trị. Còn cái thằng cộng trừ 1 với âm 2 này là những cái nghiệm bội lẻ. Thế nên nó là cực trị thôi. Ngon lành chưa các em? Ổn nhá. Mấy cái này thì đẹp ra rồi. Xong chưa? 24 này. 24 này. Đấy, câu số phức nữa. Cho số phức z đây này, thỏa mãn cái phương trình này, khi đó mô đun của z là, thì câu này em làm tự luận bình thường thôi, em đặt cho thầy z ấy bằng x cộng ii ấy, thì suy ra z ngang của nó sẽ bằng x trừ ii này, thế nên bên trên này ta có là x cộng ii cộng với 2 i nhân với z ngang là x trừ ii này bằng 1 cộng với 17 i đấy các em. Này đến đây thì phần thực em nhân tung vào đi, x cộng với lại ii này cộng với thằng này là 2xi nhỏ trừ đi 2i nhân i bình, i bình thấy âm 1 vào đây là cộng 2i các em ạ, cộng 2i dài này bằng 1 cộng với lại 17i nhỏ, quên, ok chưa? Đấy, để đây nào, đẹp ra rồi đấy, có được hệ ngay này. Em cho thực bằng thực ấy và ảo bằng ảo, cái này là những câu rất cơ bản của số phức thôi. Cho thực bằng thực ảo bằng ảo ra luôn nhá. Ra luôn đây này. Thì đây nó ra được cái gì nhỉ? Thực đây. Thực là nó không cái chứa cái y cư đây này. Đấy, x cộng với 2y. Xong luôn, thực đây này. Bằng nhờ 1 ảo đây. Hệ là cái thằng trước y này kia. Y này. Đấy, 2x. Ok rồi. Bằng 17 nhá. Rồi đến đây giải hệ hai phương trình hai ẩn tìm xy thầy rồi. Menu 912. Hệ số lần lượt là 1, 2, 1 này. Đây là 2, 1, 17. Được chưa? Tìm được x bằng 11 và y bằng âm 5. Đấy, ok rồi đấy. X bằng 11 và y bằng âm 5. Mô đun của z bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Bấm đi nào anh em ơi, menu 1 này. Căn bậc 2 của 11 bình cộng 5 bình phát.
Ok, 146 bờ. Xong nhá, 24B. Được chưa kia? Thế thôi, mấy cái này làm nhanh này. 25 làm phát nữa. 5 điểm, nhẹ nhàng. Đến giờ. Được chưa các em ơi? Cho hai mặt phẳng PQ nhá. PQ. Ngày này xong xong rồi. Khoảng cách hai mặt phẳng xong xong thì bốc bừa một điểm đi. Ô này đi qua góc O này. Bốc luôn điểm O độ 000. Đấy, nghệ thuật. Nghệ thuật bốc điểm. Xong chưa? 25 này nhá. Bốc luôn cái điểm góc O này đi qua mặt phẳng P này. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng Q nữa, chính là khoảng cách hai mặt phẳng song song. Ngon lành luôn. Thế này, x bằng 0 này, y bằng 0, z bằng 0. Thế vào đây, đống này nó về mò hết rồi, chỉ đổi âm 12 thôi. Chia cho căn bậc 2 này. Hệ số trước x, y, z bình phương lên là 1 cộng 4 cộng 4 anh em ạ. Thế vào nó bằng 12 chia cho 3 bằng 4 đấy. Khoảng cách bằng 4 nha các em nha. Khoảng 4, D. Xịn được sự luôn. Đấy, 5 điểm, nhẹ nhàng luôn. 26 này. Họ nguyên hàm của x sin 2x, cái này áp dụng múa cột ta có MK, ông nào chưa biết múa cột thì nhìn kỹ đây này. Được chưa? UDV. Xịn thực sự luôn đấy. X này, sin 2x này. Rồi, vế phải thì làm hai nháy nó về mo gì nữa. Vế à, quên vế trái. Tí nhầm. Đấy, Fx bằng x nhân sin 2x nhá. Nguyên hàm của nó này, nhìn kỹ này. Ok chưa? Bên trái thì đạo hàm, bên phải nguyên hàm nhá. Đạo hàm hai phát về mo luôn. 1 0 này. Nguyên hàm của sin 2x thì nó sẽ chính bằng là trừ đi cos 2x trên 2. Được chưa? Nguyên hàm của cos 2x nữa nó sẽ về đây là cái đống của cái này nguyên hàm phát nữa nó về trừ đi sin 2x. Đấy, chia cho này là 4. Được chưa các em? Thế thôi. Đấy. Vế trái lấy đạo hàm, vế phải lấy nguyên hàm đan dấu này, cộng trừ cộng. Chéo chéo phát xịn. X nhân với trừ cos này là trừ x trên 2 cos 2x. Trừ nhân trừ là cộng rồi. Cộng với lại sin 2x trên 4. Xong luôn. Đây chính là đáp án đấy. Cộng thêm cờ nữa nhỉ. Tí quên. Cộng thêm cờ nữa nhá. Trừ x trên 2 cos 2x. Trừ x trên 2 cos 2x. Cộng với sin 2x trên 4. Cộng cờ câu này ra B rồi. Hi hi đồ ngốc. 26B chưa? Có ông nào toang câu 26 không đấy? 27 này. Tổng các nghiệm của phương trình loga này à? Loga này thì chắc là đoán này bậc 2 này chỉ có tầm khoảng 2 nghiệm thôi. Xôn ra các em ơi, đỡ giải. Còn không thì giải tự luận cũng được. Có giải tự luận dễ mà. Này giải tự luận nhanh nha. Thôi, giải tự luận đi. Chị đối này luôn dương rồi, điều kiện cho thằng này là x bình cộng với lại 2x trừ 3 này phải khác 0 này. Và x khác âm 3 nữa. Được chưa? Thế thôi, điều kiện xong rồi mới giải nhá. Cắm mắt cắm mũi vào giải chết đấy. Rồi, để tự luận đi. Loga cơ số 2 này của chị đã đối, tí dậy vào máy. X bình cộng 2x trừ 3 nha. Hay bằng chuyển loga sang. Loga cơ số 2 này của chị đối x cộng 3 này. Cộng 3 thì nó chính bằng loga 2 của 8. Được chưa? 8 bằng 2 mũ 3 đấy. Ngon lành chưa? Loga 2 8 bằng 3 nha. Xong rồi. Tổng này, đấy, cộng vào, tương đương cái gì nhỉ? Chị đối à? X bình này, cộng 2x này, trừ 3 này. Bằng gì nhỉ? Nhân đúng không? 8. À, chị đối của x cộng 3. Thế thôi các em ạ. Nhẹ nhàng luôn. Rồi nhỉ? Tương đương thì phá chị đối ra thôi. X bình cộng với lại 2x trừ 3 này. Thằng này bằng 8 nhân với lại x cộng 3. Hoặc x bình cộng 2 trừ 3. Bằng trừ 8 nhân với lại x cộng 3 thôi. Giải hệ phương trình bậc 2 là có gì đâu. Hai phương trình bậc 2 này. X bình này. Hay là 2 trừ đi 8. 2 trừ đi 8 ra âm 6 rồi. Âm 6x. Chuẩn nhờ. 38 24. 24 với trừ 3 là sang là trừ 27. Bằng 0. Thằng số 2 này. Là x bình này giữ nguyên. 2 với lại 8 ra 10x rồi. Ok đấy, 38 24 chuyển sang trừ đi 24 trừ 3 ra 21 anh em ạ. Bằng 0. Rồi. Đấy nó ra hai cái gì bậc 2 thôi. Menu này 922 này. 1 này âm 6 này, trừ 27 này. Đấy, ra được 9 với âm 3. Thằng này là x bình cộng với lại 10x cộng 21 à. Ok rồi nhờ. 1 này. Đó, rồi, giải bậc 2 phát nữa này, 1 này, 10 này, 21 này.
ra âm 3 với âm 7. Ok rồi. Ở đây điều kiện âm 3 loại đi rồi này, còn mũi 9 với âm 7 thôi. 9 âm 7 này, x khác âm 3 nhá. Cả mắt cả mũi là làm chết. Giải bậc 2 này có mấy nghiệm nhờ. Đây, còn cái điều kiện khác không thì nữa này. 1 này, 2 này, âm 3 này. 1 với âm 3 nữa. Chốt lại là x khác 1 với âm 3. X khác âm 3. Em giải hai cái bậc 2 ra. 3 nghiệm 9, âm 3, âm 7 thì hai nghiệm 9 với âm 7 thỏa mãn. Rồi. Phương trình này có hai nghiệm là 9 với âm 7 nhá. Thế thôi. Tổng à, tổng vào nó về 2 rồi. Đi. Để cho, đấy là có 27. Xong chưa các em? Ngon lành nhá. Rồi, còn cách số 2 dùng tính năng xô này. Dùng tính năng xô tìm mò hai nghiệm dạy rồi. Loga này, cơ số 2 này, quả trị tuyệt đối x bình cộng 2x trừ đi 3. Đấy, thế thôi. Trừ đi này. Loga cơ số 2 của thằng này là x cộng 3 đấy. À chị đối quên. Chị đối. X cộng 3. Xong rồi. Nha. Đến đây rồi, đến đây rồi. Nó sẽ ra được gì các em nhỉ? Đây. Bằng 3 này. 3 thì trừ 3 thì bằng 0 đi. Đấy, xôn xung quanh giá trị là 5 đi, tìm ra một nghiệm. Đây ra được nghiệm x bằng 9 này. Xôn xung quanh âm 5 này. Ra nghiệm x bằng âm 7 này. Đấy. Thì tổng hai nghiệm bằng 2 thôi. Được chưa các em ơi? Đấy, nhưng mà trong trường hợp nếu phương trình này có nhiều hơn hai nghiệm ấy thì hơi mệt tí đấy các bạn. Được chưa? Thằng này có nhiều hơn hai nghiệm tí thì dùng xôn nó hơi mệt tí. Đấy, thằng này dự thằng này mắc lên phải 4 nghiệm. Mắc lên 4 nghiệm. Đấy. Thì cách kiểm tra hai nghiệm này là hai nghiệm duy nhất ấy. Thì em xem trong này C nhá. Thầy dạy cách bấm đầy đủ rồi, kiểm tra xem hai nghiệm này là hai nghiệm duy nhất. Đấy, thế thôi. Được chưa? Hết nghiệm rồi thì em dùng máy tính để kiểm tra. Chắc chắn là ngày chỉ có hai nghiệm này thôi nhá. 28 này. 28 này, còn không thì câu này thì tự luận dễ, em làm tự luận như thầy vừa chữa cũng được. Khoảng cách à? Khoảng cách đấy, lại lớp 11 rồi. Mày ngon lành chưa các em? Quên điều kiện thành ra bốc đất. Xong chưa các em nhỉ? Xong chưa? Tiếp nhá. Thực ra thì thầy đã nhắc rồi mà, cái view này nó không quan trọng lắm đâu các em ơi. View này chả quan trọng lắm đâu. Vì thực ra các em xem ở trên mạng ấy, em trên mạng không phải là cứ đông view là dạy hay hơn đâu, chả phải. Vì thầy là một người dạy mới dạy live được có hơn 1 năm. Những người khác ấy, các em để ý cái lượng tương tác với comment ấy. Đấy, thì họ dạy lâu hơn thì đương nhiên là cái lượng follow nó đông hơn thì view nó cao hơn thôi. Face nó là loạt hiển thị mà. Thì mình đi sau thì dạy có hay hơn thì view nó ít hơn là chuyện bình thường các bạn. Cứ từ từ, dần dần nó sẽ lên thôi. Đấy, được chưa? Thầy đã dặn các em rồi. Ông nào thấy hay thì ở lại, không phải là cứ chỗ nào đông view thì vào. Việt Nam giống cái kiểu là thế. Được chưa nhở? Những ông khác cũng dạy trước ông giáo tầm 5-6 năm rồi thì tất nhiên là họ sẽ đông lượt view cao hơn. Và cái page của ông ấy sẽ có nhiều lượt view cao hơn thì đồng nghĩa với lại là trong cái đống xem đấy vẫn có cả 2K2. Và thứ hai là đồng nghĩa với lại họ chạy quảng cáo tốt hơn, họ làm marketing tốt hơn thì sẽ có nhiều học sinh hơn. Đơn giản như thế thôi các em nhá. Và thứ ba còn một số cái nữa. Đấy là gì? Các em có thể nhìn vào cái chất lượng buổi live ấy. Đấy là cái comment tương tác trong buổi live. Nhiều khi view bây giờ view Facebook nó mua được mà. Các em xem view luôn luôn là view thật, chả giờ mua view cả. Các em xem ở trên Face ấy, nhiều ông ấy, view toàn mấy k xong lẹt đẹt 2-3 comment. Đấy thì không phải là các em cứ phải xem chất lượng thực sự. Được chưa? Chứ không phải là cứ thấy chỗ nào đông đổ vào là dậy hay hơn. Làm gì có chuyện đấy các em. Được chưa? Phải dậy theo cảm nhận cá nhân các bạn. Thầy nói thật đấy, thì đây nó chính là cái mà chúng ta học live trước khi đăng ký một khóa học của ai, các em nên học thử trước. Chứ đừng nghe thằng nọ ngồi mồi chài thằng kia mồi chài. Thực ra thì đông view cũng là một cái để đánh giá thôi, nó là một cái điều kiện thôi các em. Đấy là những cái người thứ nhất là họ có kinh nghiệm mới đi trước ấy, thì họ có nhiều view hơn là chuyện đương nhiên. Được chưa? Thứ hai đấy là gì, họ có hợp với mình không, hợp với số đông chưa chắc là hợp với mình. Đấy thì các em phải xem trước. Được chưa? Hợp thì đăng ký,
Đấy, vì thầy cũng thế thôi, chỉ là con người sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Ông nào thấy hợp thì đăng ký thôi, đơn giản như thế thôi em. Đấy, mình rất vui vẻ thoải mái với nhau. Còn ông nào không hợp thì đi chỗ khác. 28 này. Để chữa nhá. Đấy, được chưa? Quan điểm như thế đấy các bạn. Tam giác này, SABC, tam giác vuông tại A. Mặt bên vuông mặt đáy này thì chỗ này chúng ta sẽ có được ngay là gì đây? Nha. Các em kẻ vuông góc xuống, hình chiếu S trên AC ấy. Nó chính là đây, cái khung của nó đây nha các em nha. Được chưa? S này, A này, B này, C này. Ok chưa nhỉ? Thì gọi là SH đi. Vuông góc với AC nhá. AC đây, B đây. Tí toàn. Rồi. Được chưa? Ok chưa nào? Nó cho tam giác ABC vuông tại A này các em. Vuông tại A này nhá. SAC vuông với ABC, SAC vuông với đáy. Đấy. Thì cái này thuộc dạng mặt bên vuông mặt đáy rồi. Giao tuyến là AC. Chiều cao em chỉ việc kẻ từ S vuông góc tới giao tuyến thì xác định được luôn SH là chiều cao nhá. Rồi, xong hình rồi đấy. Thống kê giả thiết lên là xịn luôn. AB bằng 3 này. BC bằng 5 này. SA này bằng 2 căn 3 này. SAC bằng 30 này. Đấy, góc này 30 độ. Được chưa? Ok chưa? Thì bây giờ nó bắt tính thì khoảng cách à? Khoảng cách từ A đến SBC. Này dùng 3V trên S rồi anh em ạ. Này dùng 3V trên S là xịn nhất rồi, nhanh luôn, nhìn kỹ nhá. Em phải tính được thứ nhất là thể tích của SABC. V này, SABC nó bằng 1/3 chiều cao là SH nhân với lại diện tích của A bờ cờ. Xong. Rồi. Bây giờ này nhân 1/3 SH em phải tính ở đây này. SH thì ở đây em phải dựa vào là đây, tam giác em vẽ riêng SAC đây. SAC ra. SH kẻ vuông góc như này này. Góc này 30 độ đấy. SA nó cho 2 căn 3. Thì em dùng sin nhỉ? Sin 30 1/2. Sin 30 1/2 vậy thì SH bằng 1 nửa SA rồi. SH bằng nửa SA thì bằng căn 3 đấy. Đấy chưa? Đối chưa? Huyền. Rồi xong nhá. SH bằng căn 3. Diện tích của tam giác vuông à? Tam giác vuông thì Pythagore tìm được AC bằng 4 này. Đúng không? Tam giác ABC vuông tại A nhá. Vuông tại A này. BC bằng 5, AB bằng 3 thì cặp Pythagore 3 4 5 đấy. AC bằng 4. Xong nhờ. Diện tích này 1/2 này nhân với tích hai cạnh góc vuông là AC bằng 4, AB bằng 3 nữa. Xịn. Đây, chúng ta sẽ có được ngay tử thằng này bằng 3V à? 3V nhân với 1/3 nó mất đi rồi này. 4 chia 2 được 2 này, 6 căn 3 các em ạ. Tử là 6 căn 3 rồi. Hi hi. Xong nhé. Được chưa các em ơi? Ngon lành chưa? Ổn nhá. Thể tích này này, em nhân luôn với 3 vào đây nó mất mất 1/3 đi nhá. Đấy, 43 12, 12 chia 2 được 6, tử ra 6 căn 3 nhá. Tính diện tích. Đấy nữa là xong thôi. Thì đây khoảng cách từ A này đến SBC này thì cái diện tích này chính là diện tích của tam giác SBC nữa. Em tính diện tích cái nữa có ngay. Có ngay khoảng cách, không phải kể thêm đường nọ đường chài thì mệt đúng không? Xịn chưa? Rồi. Thì cái diện tích tam giác này thường là tính theo Heron các em ạ. Thường tính theo Heron là nhanh nhất. Được chưa? Đấy. Thì tính Heron thì biết ba cạnh là bấm máy tính ra diện tích luôn. BC bằng 5 nhá. BC bằng 5 thì em phải tính cho thầy SC với SB nữa. Tính cho thầy SC với SB nữa nhá. Tính SC đi nào. SC đây em phải tính cho thầy HC cái đã. HC nhờ. AC bằng 4 này. AC bằng 4 thì AH bằng bao nhiêu đấy các em? AH thì em Pythagore lên. Pythagore trong tam giác vuông SAH đi. Căn bậc 2 này, quả 2 căn 3 bình nó là 12 rồi trừ đi 3. Ok, AH bằng 3 vậy thì HC bằng 1 anh em ạ. HC bằng 1. HC bằng 1 thì Pythagore phát nữa ra SC bằng 2. Chuẩn chưa? Xong một nháy. Ok. SC bằng 2 nhá. SC bằng 2. Xong rồi. Chúng ta sẽ tìm cho thầy SB nữa. Tìm SB thì em sẽ phải tìm thầy Pythagore trong tam giác vuông SHB. Đấy, có SH bằng căn 3 này. SH bằng căn 3 này, tìm HB nữa. SH vuông với đáy, thế nên sẽ vuông với HB. Pythagore tìm được ngay SB cho thầy nhá. Ngon lành chưa? Ngon lành chưa nào? SH có rồi này, SH căn 3 rồi, HB nữa. HB thì chúng ta có AH bằng 3 này.
Quân tại A rồi. Quân tại A rồi. AB cũng bằng 3 luôn. HB bằng 3 căn 2 xịn. Pythagore mà. Rồi, làm nháy nữa, Pythagore phát nữa, ra SB luôn nhờ. Căn bậc 2 này của SH bình nó chính là 3 cộng với là SB bình, à HB bình đấy là 3 căn 2 bình này. Bình. Căn 21 các em ạ. Căn 21 nhá. Ok rồi đấy. Thì em thấy được ngay tam giác, một em dùng Heron. Hai là em thấy cái cặp này cặp Pythagore luôn đấy. Tam giác SBC sẽ vuông tại S này này các em, đúng không? Đấy, vuông tại S luôn. Vì tại sao lại như thế? Hai bình cộng với căn 21 bình nó chính bằng 5 bình đấy, cặp Pythagore đúng không? Cặp Pythagore chưa? 21 lấy căn bình phương lên ra 21 này cộng 4 ra 25. Ngon lành chưa? Tam giác SBC vuông tại S. Ui, diện tích xịn thực sự, 1/2 nhân 2 nhân với căn 21, 22 biến đi. Ok, khoảng cách 6 căn 3 chia căn 21. Giản ước đi các em. 6 căn 3 này chia căn 21 này. 6 căn 7 trên 7, câu này đáp án B rồi. Xong chưa các em? Ngon lành chưa? Quên không ghi tên để thi giải. 28 lấy công thức 3P trên S mà. Giờ không biết công thức đấy là lạc hậu đấy các em. Đây này. Đấy, nhắc lại công thức 3P trên S tại sao lại có nhiều ông đất lại đích biết công thức này đâu. Nhìn đây này. Cái này chỉ dùng cho tam giác thôi các em ạ. Đây. Ví dụ nhá, SABC này. Thầy có hình chiếu của S trên đáy là HD. Được chưa? Thì thể tích của một hình chóp tam giác V SABC nó bằng 1/3 SH nhân với lại diện tích đáy là ABC. Chuẩn chưa các em? 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy nhá. Được chưa? Thì cái này chuẩn qua rút ra từ thể tích thôi. Rút ra SH cho thầy. Nó bằng 3 lần thể tích của SABC đấy. Chưa cho diện tích của ABC. Được chưa? Đấy, thế thôi. Ngon lành chưa các em ơi? Và SH nó chính là khoảng cách từ S đến ABC. Đấy. Thế thôi, đấy là công thức 3V trên S nó rút ra từ thể tích ấy. Đấy, chứng minh luôn cho rồi đấy nhá. 29 này. 29 thì ca số ta có. Thì chứ bọn nói 35 câu chắc chỉ tầm cứ phút câu chứ đến phút. Xong chưa? Tiếp nhé, 29 nhé. Ngon lành luôn. Được nhỉ. 29 nào các em? 29 nhá. 9 này tích phân 3 ẩn rồi. Tìm hệ số này thuộc n sao nữa gì quật luôn. Tích phân này lưu ẩn a lớn này, chúng ta có ngay a lớn bằng a trên b nhân với len 3 này. Mấy cái này thì dạy hết trên YouTube rồi đấy, bạn nào chưa xem thì xem lại thôi, bấm nháy ra có gì đâu. Cờ len 2 này thì đến đây em rút ra a trên b nó bằng là gì nhờ, a lớn cộng với lại c len 2 và chia cho len 3 đấy. Ok rồi. Đây là một số đẹp này. Được chưa? Này theo một ẩn này. Quất luôn table. Xịn nhỉ. Xong chưa kìa? Table nhá. C gắn ẩn x, C nó lại nguyên dương nữa thì quất nó cứ ra tuột tuột luôn. Tích phân bấm đã. Tích phân bấm đã các em. Phân số này, len x nhá. Chia cho thằng này là x cộng 1 này. Bình phương chưa? Rồi nhá, cận từ 1 đến 3 đấy. Thế luôn, lưu ẩn A, xong chưa? Đấy, mà cái skin này thì xem lại trên YouTube của thầy nhá, ông nào chưa biết thì xem lại. Nhìn này, menu 8 này, quét thôi, phân số A lớn này, cộng với thằng này là C là X nhá, len 2, chia cho len 3 này. Bắt đầu cho chạy từ 1 đến 20 luôn đi, bước để 1 thôi. Vì nó bảo thuộc N sao mà, N sao là nguyên dương đấy, nguyên dương ấy, quất từ 1 rồi đi thôi, được chưa? Đây. Có mỗi cái thằng C1 này này. C1 FX nó đẹp đây này, FX bằng 3/4 này, xịn này. Còn mấy cái thằng khác này, đây FX nó lẻ mùi, nhìn xấu. Vãi cả trường, làm sao mà chọn được, đúng không? Cứ số đẹp là chọn các bạn, chốt luôn rồi. Hi hi, C1. A trên B bằng 3/4. A bằng 3, B bằng 4 đấy. Tổng A bờ cơ à, 3 cộng 4 cộng 1, 8. Úi giời, A rồi, ngon. Được chưa các em? Không, tứ diện không có 4V trên S đâu. Ông nào đẻ ra công thức 4V trên S đấy. 3V trên S nó chỉ dùng trong chóp tam giác thôi nha các em nhé. Chỉ dùng chóp tam giác thôi.
mấy cái thằng khác nó không dùng được. Chóp tứ giác không có công thức 3B trên S đâu nhá. Không lại cắm mắt rồi. Dùng 3B trên S lại chết. 30 này. 30 ca sô ta có. Đấy, nhìn hình vẫn ca sô được em ạ. Xịn thực sự luôn. Đấy, nó dạng hình chiếu dạy mãi rồi. Rồi bấm rồi đấy. Ông nào học Line C chắc là biết rồi. Cái này dạy rồi này. Đây có một mặt thẳng P này. Được chưa? Có một cháu được thẳng D này, nó cắt P này, tạo một điểm là E đi. Được chưa? Tìm hình chiếu vuông góc của D trên P này thì gọi là delta đi. Đấy, được chưa? Hình chiếu vuông góc xuống của D, của D trên mặt thẳng P là delta. Thì cái này này, bước số 1 để viết phương trình đường thẳng delta là hình chiếu vuông góc của một đường thẳng trên một mặt phẳng. Em tiến hành theo hai bước. Bước số 1 là em có thể là tìm vector chỉ phương của nó trước, thì thầy gọi là n của delta. Đấy. Thì nó bằng cái gì các em nhỉ? Công thức nhá. Nó bằng này. Vector A này nhân với vector B này nhân với vector A này, nhìn kỹ nha. Không, đây là công thức tính nhanh đấy. Công thức tính nhanh vector chỉ phương của hình chiếu. Được chưa? Trong đó này, nhìn kỹ này. A nó chính là phép tuyến của P, công thức đấy nhá. 111. Được chưa? B nó chính là chỉ phương của đường thẳng D này này. Đấy. Chứ không nghe em tìm vector chỉ phương ngồi tìm cái vector này chỉ phương của delta mà làm tự luận lâu lòi mắt ra mệt lắm nhá. B có tọa độ là 2-13 này, lấy ở mẫu này các em. Đấy, nhập vào máy tính và bấm này công thức này ra luôn chỉ phương. Được chưa các em? Nhá. Menu này 513 nhập thầy vector A vào 111 nha. Nhập như nhập hệ luôn các bạn. Đấy, menu 523. Vector B ở đây là 2-13 các em ạ. Xong chưa? Sau khi nhập xong hai vector rồi, em tìm thầy chỉ phương của hình chiếu bằng cách là bấm mở ngoặc ra này, vector A là option 3 nha. À, nhân cái này. Tất cả cái này thầy đã dạy các em cách bấm cơ bản trong Line C rồi. Thế nên là các em đừng nhìn thầy bấm như thế nào, mà các em hãy học công thức và cách bấm nhớ kỹ nhá. Đấy, chứ các em nhìn thầy bấm nút này bấm nút kia lâu lắm không ra được đâu, ngồi làm đến sáng mai đích bấm được theo. Được chưa? Nhớ này, các em để bấm biểu thức này này, các em phải học của thầy cách bấm từng ký hiệu một. Sau đó chúng ta đến lúc đi thi ấy, các em chỉ việc nhìn biểu thức ra luôn cách bấm và các em cứ thế em bấm thôi, thế nó mới tốc độ được. Chứ bây giờ cái này bấm như thế nào nhỉ, nhìn thầy bấm từng phím một nó lâu lắm các em ạ. Đấy, cái này nó phải có module cơ bản. Đấy thì em ốp Line C vào. Đấy thì nó mới đẹp dai được các bạn. Nhìn cái này à bấm luôn. Cái này bấm chỉ tầm khoảng 10 giây thôi. Ra luôn các bạn, nhìn kỹ nhá. Mở ngoặc này. A là vector A đây các bạn, nhân. Và vector B là option 4. Đấy, em nhớ luôn những cái ký hiệu như này em nhập luôn này. Rất là nhanh. Nhân với lại option 3 là vector A. Thế thôi. Đấy, ra luôn. Chỉ phương của nó là 2 âm 75. 2 âm 75. Đấy, chỉ phương của delta là 2 âm 75 nhá. 2 âm 75, 2 âm 75 thì chỉ có đan B thôi các bạn. Có mỗi đan B là 2 âm 75. 2 5 8 13 là không cùng phương với thằng này là chết. 4 3 âm 7 cũng không cùng phương với thằng này chết. 2 3 âm 5 không cùng phương chết. Ô, câu này xịn nhỉ. Đấy, không cần tìm giao điểm nữa đâu, em tìm mỗi chỉ phương này ra luôn đáp án các bạn. Ra đan B nhá. Còn tự luận chuẩn thì các em phải tìm thêm một giao điểm nữa, tìm giao điểm A của. Đấy thì khi nào các em học kỹ hơn thì chúng ta sẽ có cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Đấy thì nó sẽ ra được ngay đáp án nữa nhá. Nếu mà còn không thì đến đây ra chỉ phương khoanh luôn, không phải làm nữa. Thế thôi, nhẹ nhàng. Cho dễ thì cứ thế mà làm thôi. 31 này. Được chưa các em ơi? 31 nhá. Chóp tứ giác này. Nay hơi chữa hơi muộn nên thầy tập trung thì chữa nhanh một chút nhá, không nói phép nhá, nhiều như mọi khi nữa. Chúng nó lại chửi đậu xanh. Nhìn này. Chóp tứ giác này. SA bằng SB bằng SC, đáy hình vuông thì đây là chóp tứ giác đều đấy, còn cái củ cải gì nữa? Chóp tứ giác đều thì nói là tứ giác đều đi, khổ. Còn đề bài nói bài đặt SA bằng SB bằng SC bằng SD, đọc mỏi hết cả mồm. Đáy hình vuông cái này. Nói luôn một câu cho tứ giác đều vắt phải xịn không? Nhở? 4 căn 11 nó là cạnh bên S này.
A, B, C, D này. Được chưa? Đáy hình vuông cạnh 8. Hình chữ S trên đáy là Y. Xong chưa? Thể tích của khối chóp SA bờ cờ. Đây này, là chóp tam giác đây này. Thì V đây là 1/3 nhân SI và nhân với diện tích của ABC thôi. Được chưa? Thế thôi, chóp tam giác mà. Chiều cao là SI rồi, vuông cái đáy thì chả vuông ABC thì lệch đi đâu được. Được chưa các em? Tìm SI, ABC nữa, có luôn diện tích nhá. Đấy, ngon lành rồi, con này dễ mà. 1/3 này. À, đây, SI thì em Pythagore trong tam giác vuông SID đi. ID mà bằng bao nhiêu nhỉ? BD chính là cạnh huyền, cạnh đường chéo của hình vuông đấy. Hình vuông cạnh 8 đường chéo là 8 căn 2. 8 căn 2 chia đôi thì ID nó bằng 4 căn 2 anh em ạ. Đấy, Pythagore lên tìm được SI bằng mấy nhỉ? Căn bậc 2 của 4 căn 11 bình phương trừ đi 4 căn 2 bình phương phát nữa 12 các em ạ, SI bằng 12, xong luôn. Diện tích ABC thì vuông tại B rồi, 1/2 nhân với lại 8 nhân 8. 8 bình đi. Bấm luôn nhỉ? Xong luôn. Nào. Phân số nhá. 12 nhân 8 bình chia cho 32 là 6 rồi. 128. Thể tích 128 các em ạ. Cờ 31 xong. Xịn. 32 này. Tỷ số thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó bằng. Đây, cái này thì cho công thức tính nhanh nhá. Cho công thức tính nhanh luôn, làm cho nó nhanh. Được chưa? Mấy cái câu về lập phương với lại mặt cầu này này, cảm nhớ công thức tính nhanh làm tốc độ. 32 này. Thể tích của khối lập phương này gọi là cạnh 1 đi. Khối lập phương cạnh 1 thì thể tích V nó bằng V1 bằng 1, V lập phương. Được chưa? Khối cầu ngoại tiếp của hình lập phương đó bằng bao nhiêu? Được chưa các em ơi? Nào. Thì ở đây này, các em nhớ thầy nhá. Khối lập phương này, lập phương có đường chéo chính ấy, có đường chéo chính ấy nhá. Đây này, lập phương như này này. Đây. Đấy, đường chéo chính nó khác đường chéo mặt bên nha các em nhá, không lại bị nhầm. Đây này, đường chéo chính là cái đường chéo nối hai đỉnh đối diện như này này. Đấy, gọi là đường chéo chính nhá. Còn đường chéo có mặt hông nó khác, đường chéo mặt bên nó khác nhá. Được chưa? Em nhớ luôn thôi, hình lập phương có đường chéo chính bằng A, đấy, lập phương cạnh A thì đường chéo chính bằng A căn 3 và R nó bằng một nửa đường chéo chính bằng A căn 3 trên 2. L ngoại tiếp ấy, còn nội tiếp thì thầy nói sau nhá. Đấy chưa? Trong bài toán này nó bảo là khối cầu này này, ngoại tiếp này này thì ở đây chúng ta sẽ có được ngay là gì nhờ? R bằng căn 3/2 đấy. A bằng 1 luôn. Được chưa? Xong chưa? Nhớ nhanh nhá. Lập phương này là phương cạnh A, đường chéo chính bằng A căn 3, bán kính ngoại tiếp thì lập phương bằng A căn 3 trên đôi, một nửa đường chéo chính nhá. Đấy chưa các em? Nhớ nhanh. Thế thôi. Thì có thể tích này nó bằng gì nhỉ? Thể tích của R rồi. 4/3 pi R mũ 3 là căn 3/2 mũ 3 lên. Được chưa? Tỷ số à? Tỷ số thì củ cải này nhìn lẻ thế nhỉ? 1 này chia cho đây V2 đây này. Đấy, thế thôi. 4/3 này nhân với pi R mũ 3 là căn 3 trên 2 tất cả mũ 3 lên. Được chưa? Đây cái này nẻ em có thể là vứt cái thằng pi này đi để sau. Bấm luôn đi. 1 chia cho 4/3 này nhân với lại thằng này là căn 3 trên 2. Trên 2 mũ 3 đi. Được chưa? 2 căn 3 trên 3 thì em thêm pi ở mẫu nữa, vì mẫu nó còn pi mà. Chốt lại bằng 2 căn 3 trên 3 pi. 2 căn 3 trên 3 pi đáp án B rồi, 32B nha các em nhá. Được chưa? Xong chưa? Câu 33 này. Câu 33 này các em. Thế thôi, 31 bị lừa nặng à? Lừa cái gì? Nhầm chỗ nhân 1/2. Thế thì chết rồi. Đấy. Để dễ làm còn chết lên chết xuống này, cứ cắm đầu làm để khó. Kỹ năng không có thì bốc đất hết. Thì xóa liver không á? Lên 2 lít đâu chả xóa. Sau khi like trên Facebook thì xóa luôn nhé. Sau một tuần thì em mới xem lại ở trên YouTube. Luật rồi, cứ trên 200 thì cứ lấy lên 96 đậu xanh đúng này tụt. Rất hay thực sự.
33 này các em. 33 này. 31 31. 31 đáp án C, thằng nào bảo 31B đây. 31C. 31 đáp án C mà. Ông nào bảo B đấy. Và vẩn. Được chưa? 31C nhá. Là một đọc không kỹ quanh A. Thế thì toang rồi. Nhìn kỹ cho chóp tứ giác khỏi chóp tam giác lù này. Đọc đấy biết đọc này. Khổ thân. Học từ lớp 1 đến lớp 12 đấy biết đọc tiếng Việt. Rồi tiếp này, nhìn kỹ này. Đề dễ nó có cách lừa của đề dễ đấy. Chúng mày cứ làm đề khó nhờ nó ít bẫy thôi nhưng mà nó nhiều kỹ năng khó. Đề dễ mà dễ chết. Làm mấy thằng ấy tự tin mình giỏi làm được mấy bài khó mày mặt vênh lên xong cuối cùng đi thi chết như rụng như sung chả biết thừa. Đã ba đi, con vẫn nhanh lên còn chữa đây. Gần 11 rưỡi đêm rồi chúng mày phải dụ thêm cho ông giáo chục đứa nữa nói mới lên tông được, còn có động lực bởi nốt này. Không là lăn ra ngủ giữa đường ấy mệt lắm. Nay là không over nay nữa, mệt thực sự, rất vãi thực sự. Nhanh lên. Được chưa? 33 nhá. 33 nhá. Nay không lên được 2 lít là buồn rồi. Đấy là chữa đến 35 thôi. Bạn chữa đến 35 là đi ngủ. Mệt, nhắn tin Hà Lan rồi sướng. Thấy nó phí công với lớp đãi thực sự. 33 này. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nhá. Xong chưa? Ok chưa nào? Đấy. Mày hơi tập trung chữa, không đọc được nhiều comment đâu. Cố tỏ ra là ngu nhưng thực ra là ngu thật, thì lại chẳng ngu thật à? Sự thật đấy, chỉ có luyện đề nó mới lòi ra được thôi các bạn. Chỉ có những thằng luyện đề nó mới biết được là ok mình ngu thật. Đấy. Chứ còn mấy cái thằng ấy còn đang luyện lý thuyết thì làm được mấy cái đề trên lớp thấy điểm kiểm tra học kỳ cao, ý tưởng mình vẫn đẹp dai lắm. Rồi tiếp nhá, 33 nhá. Chết là cái tội đếch biết mình đang ở đâu. Đấy, khổ vậy. Thôi này, câu này này, có skin đấy, câu này ca sô được. Ca sô như sau. Nhìn nhé, đỡ bị giải các bạn. Mệt. Còn không thì tự luận thì ném vào thôi. Thì tự luận thì các em thích thì em ném vào mũ trong mũ này. Đấy, ném hai trong mũ nó chính là A trừ đi 2B. Và loga 3 đúng không? 3 dưới này. 3 cộng 3 thì nó chính là loga 3 của A nhân B đúng không? Này bình phương đấy, đúng chưa? Thì rút ra thôi, vứt đi. Thì A trừ đi 2B tất cả bình này bằng A nhân B. Thì rút ra này, A bình này trừ đi thằng này là 2 là 4AB cộng với 4B bình thằng này bằng AB. Thì rút ra được ngay là A bình này trừ đi cái cháu này là 5AB cộng với 4B bình bằng 0 chưa? Thì này nó sẽ tương đương cái gì em nhỉ? Thì phương trình này có hai nghiệm là 1 với 4 đấy. Đúng chưa? Và máy tính đi này. À, chia cả về cho B bình ấy, A trên B tất cả bình phương này. Trừ đi 5A trên B cộng 4 bằng 0. Được chưa? Vì B dương này này. B dương chia luôn nhá. Phương trình bậc 2 ở A trên B thôi. Menu này 922 nhỉ. Giải bậc 2 thôi, 1 âm 5 4 nhá. Đấy chắc là nghiệm 1 4 rồi, đấy, rút chuẩn. Vậy thì ở đây A lớn hơn B đúng không? A trên B bằng 1 hoặc A trên B bằng 4. Thế thôi. Đấy, ok rồi đấy nhá. A lớn hơn 2B à? A lớn hơn 2B này thì tỷ số bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? A lớn hơn 2B này. Cái này chữa theo hai cách nhá. Đấy, thì ở đây em rút ra được ngay A bằng B rồi. Con này loại A trên B bằng 4, được chưa? D. Xong nhá. Được chưa nhỉ? A phải lớn hơn 2B. Đấy, cho em rút ra A bằng B là chết rồi. A bằng B là chết rồi nhá. Được chưa? Điều kiện này này. Xong chưa? Cách số 2 nhàn hơn, không phải giải nữa. Mà chúng ta chỉ việc chọn rồi xôn thôi. Con này xôn nhá. Cách 2 xôn. Đấy, thuần ca xô luôn. Nhá. Dùng tính năng xôn nhá. Dùng tính năng xôn bằng cách nào? Thì thầy sẽ chọn chọn B bằng 2 đi. Chọn B bằng 2 nhá. Để em xôn này. Tìm A. Còn nhiêu đó. Thì giờ bấm máy tính thôi.
này chọn này mà tỷ số A trên B là một hàng số cố định nên được chọn nhá, chọn bình hai thầy đẹp đấy, hai B bằng bốn lớn không xịn rồi. Thì ở đây A nó phải lớn hơn 4, A lớn 4 nhá, thấy chưa, điều kiện đấy. Bấm này, bấm này, bấm này, hai này, hai này loga cơ số 3 nhá, của A trừ 2B là 2 x, A là x trừ đi 2B là 4, 2 nhân 2 là 4 mà đúng không, 2 là 4 nhá, xong. Này bằng này loga cơ số 3 của A là x cộng với loga cơ số 3 của 2, thế thôi, thấy chưa, chỗ nào có B em thế hết bằng 2 vào, xôn phát 1. A lớn hơn 4 là xôn xung quanh 5 đi, tìm A cho thầy. Đấy, A ra bằng 8 chưa? Ngon thực sự luôn, đỡ phải giải nháp, tốn nháp. Đấy, mà các em sẽ bớt được cái thời gian sai ngu đi. Nhiều khi mẹ ngồi giải ra nhầm mất cái dấu chết, đúng không? Mệt. Đấy, thì cái này em chọn B bằng 2 này. Cái này thầy đi thi thì hay làm được cách này nhá. Bình thường tâm lý ổn định thì không sao. Nghe đến lúc đi thi ngồi bên cạnh, con bên cạnh cái, mắt liếc liếc cái, xong cuối cùng nhầm cái dấu thôi, đời lại bốc đất rồi, đúng không? Nó là chưa? Thế nhá, chọn B bằng 2, xôn ra tìm A 8, tỷ số A trên B bằng 4. Ngon thực sự, 30 giây là có thật. Tiếp nhé. Mất to à. Đấy, mấy câu dễ này mới dễ chết này. Nó làm nốt 34, 35 rồi nghỉ nhá, 15 câu cuối để buổi sau phải chữa nốt cho. Anh em hôm nay đếch khô máu ông giáo cả, mệt thực sự. Hôm qua ngủ muộn quá, con ngủ muộn quá nên là nay hơi mệt. Âm 2 này, 1 này, 0 này. Đấy, nhìn nhá. 15 câu cuối cho đáp án về nhà làm nhá, mai chữa cho. Làm đề khó quen vẽ vỡ đề dễ, tưởng sướng. Cuối cùng chết. Rồi, đây, đồ thị FX đây này. Em chuyển về sang thôi. Đây cái đống này bằng FX này. Đúng không? Cho thị FX như hình vẽ. Đấy, rút ra FX bằng 2M. Xong chưa? Để có ba nghiệm phân biệt tương giao thôi, FX với y 2M phải cắt nhau tại 3 điểm 1, 2, 3. Thì ở đây là 4 đây này, em cho 2M nó phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 4, đúng chưa? 2M chui từ đây đây này, 2M này nó phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 4, đúng không? Phải cắt tại 3 nháy được, cho 3 nghiệm được, xong chưa? Tương giao nhá. Đấy, chuyển về sang thôi, FX bằng 2M. Đồ thị FX nó cho phương trình có 3 nghiệm tương đương y bằng 2M, cắt FX tại 3 điểm, 2M chui trong khoảng 0,4. Xong, M thì trong khoảng 0,2 thôi. B và 4B nha, nó dễ thực sự. 35 này, 35 tính cốt à? Tính cốt thì tính như có vấn đề gì đâu. Nốt câu này 7 điểm nhá. Úi giời, đây rồi. Đấy, tổ quốc đây rồi, hi hi. Đúng chưa? Làm đến câu 3 năm thấy đa vuông đấy là sướng rồi. Nhìn nhé, nhìn nhé, 3 năm nhé. Đây, mô hình của đa vuông cái đáy đây. Cứ thế mà phang rồi. Đây nhá, S này, A này, bờ cỡ này, đáy tam giác đều cạnh 1 này, SA bằng 2 này, M trung điểm của SC này, alpha là góc giữa BM với đáy à, BM đây, đấy, ô góc giữa BM đáy em tìm hình chiếu thôi, em gọi N là trung điểm của BC đi, AN trung điểm AC đi, em nối vào N nhá, gọi N là trung điểm AC nhá, thì góc giữa BM với đáy nó chính là góc MBN đấy, đấy, alpha nó chính bằng MBN đấy, đúng không? Đấy, BM, BM cắt ABC tại B này, BM cắt ABC tại B. Đấy, ok chưa? Em gọi N trung điểm của AC nhá, N trung điểm AC. Thì đúng SA vuông đáy thì MN cũng vuông với lại đáy không? MN vuông với đáy này, đường trung bình mà, đúng không nhá? MN song song với SA đấy. MN vuông đáy thì hình chiếu của M trên đáy chính là N chưa? Đấy, ok nhá. BM cắt đáy tại B, hình chiếu M trên đáy N. Vậy thì góc giữa BM với đáy chính là góc MBN. Xong. Này, tam giác này vuông tại N này. Tam giác này vuông tại N này. Nhá. Đấy, tính góc này mà nó bắt tính cốt đúng không? Tính cốt thì kề trên huyền đây này. Cốt alpha. Nó bằng BN.
chia BM. Đấy, tính hai ngày nữa có cốt xong chưa? BM với BN tính như nào? Tính cái thầy đi này, tính cái thầy BN nhá. BN đường trung tuyến tam giác đều chưa? Tam giác đều cạnh 1, N trung điểm của AC. Đấy, đúng chưa? Tam đều cạnh 1, nhớ luôn BN nhá, căn 3/2. Không nói nhiều. Giờ tam giác đều cạnh 1, hỏi trung tuyến chiều cao không nhớ. Không phải làm được hình đâu các bạn. Dạy mãi rồi nhá. BN căn 3/2, căn 3/2 chưa? Nhẩm luôn nhá. Giờ còn Pythagore củ cải ra đáp án được. BM này, BM em phải tính cho thầy cái tam giác SBC ra đã. BC 1 này, SB thì Pythagore trong tam giác vuông SAB này. 2 1 bình phương lên SB bằng căn 5. Tương tự như thế, AC cũng bằng 1 luôn. Thì SC cũng bằng căn 5 luôn. Chuẩn chưa? Đây rồi. Đây này. Đấy. S này, B này, C này, M trung điểm này. Được chưa các em? Cháu này căn 5 này, SC cũng bằng căn 5 luôn và BC bằng 2 đấy. Được chưa? Còn nhớ công thức trung tuyến không? BM em tính được luôn, nhớ công thức trung tuyến không? Đấy, đây là M đây này, BM này. BM bình phương nhá. Bằng này, nhắc lại này, công thức trung tuyến này phải nhớ thêm nhá, làm mới nhanh được. BM là trung tuyến của tam giác SBC bất kỳ nhá. Thì này, phân số này, tổng bình phương hai cạnh kề, tổng bình phương hai cạnh kề là SB bình cộng với BC bình chia đôi, trừ đi bình phương cạnh đối diện là trừ đi bình phương SC đấy. Được chưa? Thế thôi. SB bình bằng 5 này cộng BC bình bằng 4 này chia 2 này, trừ đi SC bình bằng 5/4 này. Rồi, bấm này, BM bằng bao nhiêu nhờ? Phân số này, 5 cộng 4 chia 2 trừ đi phân số là 5/4, 13/4 à, căn S lên. Ok rồi đấy. Thì em ra được BM bằng căn 13/2 nhá. BM bằng căn 13/2. Đây, BN vừa tính được bằng căn 3/2 nữa. À, chia S luôn. Ô, căn 39 à. Bấm nhầm nào không em ơi. Công thức trung tuyến nhá. SC 4 1 là 5 một chuẩn rồi. 5 1 à. BC 1 đậu xanh. Thế đếch nào viết BC 2 nhỉ? BC 1 anh em ạ. BC 1 ông giáo viết nhầm. BC 1 nhá. Tam giác đều cạnh 1 mà. BC 1 viết nhầm rồi. Vậy thì em tính lại BM cho thầy. Đấy, nhầm có một phát là chết rồi. Mệt thực sự. Phân số này. Đây, đây là 1. Ok chưa? 6 chia 2 bằng 3 này. SB bình bằng BM bình bằng đây. 3 - 5/4. Đấy, căn S lên. Chuẩn rồi, lần này thì không lệch nữa. BM bằng căn 7/2 đây này. Lấy BN chia BM là xong thôi. Căn 3 chia 2 chia S tắt nữa. Căn 21/7 anh em ạ. Cốt alpha bằng căn 21/7 ra cờ rồi. Đấy là câu 35 nhá. Xong chưa? 35C nhá. Còn 15 câu cuối thì giờ cũng hơi muộn rồi, gần 12 giờ rồi. Bọn rất rãi. Buổi sau thì chữa nốt cho. Nhưng mà thầy cho đáp án về các em có thể check với làm thêm nhá. Để tối mai rảnh lên 2 lít thì chữa cho. Được chưa? Nhớ kéo vào, câu view nhiều vào để ông ta có động lực like cho ông mày nhiều hơn. 36 này. 36 thì cho đáp án nhá. Mấy câu nữa 15 phút thì chốt đáp án thôi. Xem ông nào được 10 không? 36D này. Được chưa? 36D. 37 lại D nữa. Đếm đấy. Đếm từ 1 đến 4. Cảm ơn nhanh lên. Nó đủ 2 lít đâu mà chả xóa. Được chưa? Một tuần sau xem lại nhá. Cứ thế thôi. Chúng ta có luật với nhau rồi. Thế nhé. Cái gì cũng thế các bạn. Chúng ta phải có động lực cho nhau nhiều hơn thì nó sẽ đẹp dài hơn thôi. Đơn giản. Chuyện luôn á. Luôn lên được 200 đâu mà luôn. Luật rồi các em. Cứ thế thôi nhá. À, 38 này. 38 này các em. Được chưa? Để cho đáp án buổi sau chữa cho. Buổi sau kiểu gì à chữa. Đấy, được chưa? Chúng mày có khô máu ông giáo đâu, suốt ngày kêu khô máu, rớt đãi bỏ mẹ. 38 này. 38 đáp án này anh em ạ. Được chưa? Rồi về làm lại đi. Tiếp nhé.
Tiếp nhé, tiếp nhé. Ẩn bọn rớt rãi nó có chịu học đâu. Xóa luôn các bạn. Không gì phải ẩn cả. Được chưa nhé? 39 chưa? Đấy, thầy chỉ cần thằng nào chăm chỉ học thì học thôi. Không cần đông đâu các bạn. Được chưa? Chỗ khác nghìn người nhưng mà thực ra có 100 thằng học thì nó cũng vậy. Đấy. 100 này thầy, 100 thằng xem này, 100 thằng học thực sự thì 39 này. Đáp án nào các em nhỉ? 39 39. 39 cờ nhá. Ông về đếm này. Được chưa? À, 40. 40 40. 40 comment nhanh lên. Comment nhanh lên để đọc nhanh còn nghỉ. Tốc độ lên. Tối mai làm phát nữa, chữa nốt 15 câu cuối cho. Nhưng mà làm sao làm tối mai lên 2 lít nhá. Không rồi. Yêu đuối lắm. Không phải yêu thương được đâu. 40 này, 40D đấy. Được chưa nhỉ? Được chưa? 41 này, 41 này nhá. 41 41. Đấy, làm đề khó nhiều, làm đề dễ cái toang ngay. 41 đã nào anh em? 41 đã nào? 41B nhá. B. Đề để cho hơi bị xịn đấy, không phải chuẩn, không phải dạng vừa đâu. Nhìn thì tưởng dễ nhưng mà dễ chết lắm. Không phải là chọn bừa đề dùng hay làm đâu. Mất nguyên buổi tối chọn đề làm. Đề làm phải làm đề chuẩn các bạn, nó mới sướng. Chứ các em cứ làm đề linh tinh ấy, các em chưa đủ trình độ chọn đề đâu. Làm nó mất thời gian là một, thứ hai mất nhiều dạng toán linh tinh làm vất vả. Đấy, chúng mày cứ lên mạng tải thấy cái đề nào khó về làm sướng. Xong cuối cùng đi thi lại chả trúng dạng nào. Đấy, thì cũng vứt đi thôi các bạn, mệt. Nhá, mình học phải quan tâm đến kết quả. Thầy chỉ quan tâm kết quả thôi, đỗ là được. Thế thôi, đơn giản chỉ là như thế thôi. Lên lớp bằng tiếng ấy, học giỏi nhất lớp, nhắc bài cả lớp, cuối cùng thi nó đỗ mình trượt, có phải khác đếch gì vả vào mặt mình không? Đúng không? 42 này nhá. 42 đang ăn cờ nhá. 42 đang ăn cờ. Đấy. Đấy, thầy nhắc lại cách luyện đề này, cách luyện đề này. Năm ngoái thầy dạy có mấy tháng cuối mà dạy hơn 200 đứa. Đỗ gần hết luôn. Thế thôi, đơn giản chỉ là như thế thôi các bạn. Kết quả không phải nó nói lên tất cả. 9 8 cộng 9 cộng vô số, 10 thì không có nhưng mà 8 cộng 9 cộng rất nhiều. 43 này, câu xác suất thì nhiều ông đấy biết. Chưa học lại xác suất làm mấy câu này dễ chết lắm. Xác suất thì like G thì dạy lại ông mày. Là sướng. 43 là B nha. Bờ 4/7. 44 này, 44. 44 là A nha. 44 A. Được chưa? Đấy. Chắc đáp án. Về check nhớ làm lại nhá. Cách làm đề chuẩn đấy các bạn. Cách làm đề chuẩn này. Đấy là gì? Các em thi thử ấy, chỉ có thi thì các em mới có hứng làm. Không thi còn lâu, ngồi làm dề ra mấy ngày đấy, đấy hết cái đề. Đấy, được chưa? Thi thử. Check đáp án lại. Để biết được thực tế mình đang ở đâu. Và đấy chính là điểm thật của mình đấy. Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, được chưa? Chỉ có thi thử đi, check thử đi. Tuần lai tê hai đề không đẹp dai thì hơi phí nhá. Thi check xong sau đó thì các em biết được mục tiêu là ví dụ là 8 điểm nó ứng với 40 câu mà mình mới làm được 35 câu chẳng hạn đấy, còn thiếu 5 câu nữa thì 5 câu này đừng đợi chữa nữa, mang lên mà hỏi, được chưa? Mang lên mà hỏi trên Math ấy, để cho các em hỏi trên nhóm Math của thầy ấy, rất nhiều AD giúp đỡ cho các em luôn. Thì khi cho em hỏi là các em đã học được một lần rồi. Được chưa? Sau đó đến lúc thầy like, các em lại làm lại một lần nữa. Đảm bảo nhớ siêu lâu và siêu sâu luôn. Đấy, được chưa? Chứ đừng các em làm đề các em làm một lần ấy, nó không hiệu quả đâu. Làm được xong thì vứt đấy, đợi chữa còn lâu mới đẹp dai được các bạn. Làm xong em phải check đáp án lại. Cách mục tiêu bao nhiêu thì phải sống chết làm sao mà làm được hết bằng đấy câu. Đấy, ví dụ cách mục tiêu 5 câu thì phải mang đi mà hỏi cho bằng được để đạt mục tiêu. Nó hơi lâu một tí nhưng những đề sau dần dần các em sẽ phải hỏi ít đi đấy, thì lần sau đúng được 36 câu hỏi 4 câu thôi, dần dần ấy, sau đó nó sẽ tăng được cái mức của điểm của mình lên. Ngồi đợi chữa các em rất bị thụ động này, điểm rất là khó tăng nhá. Đợi liver xong làm lại ấy, và làm lại các em phải học skill giải nhanh vào, học skill giải nhanh của thầy nhiều vào để làm sao mà ví dụ trắc nghiệm các em làm đúng chưa đủ
mà phải làm chuẩn và làm đúng ấy, thì cái skill của thầy, thầy đã trong bằng đấy cách ấy, tất cả các cách mà một bài toán có, thầy đã chọn em cách làm chuẩn nhất rồi thì cứ thế mà chọn thôi. Đấy, ok chưa? Cách nào mà các em làm giống thầy thì ok rồi, cứ thế mà chiến. Còn cách nào khác thì phải thay đổi cách làm đi, để làm sao làm giống cái cách làm đấy của thầy, đi thi nó sẽ đẹp ra nhá. Được chưa? Ok chưa? Đấy là cách học đấy, chứ không phải là cứ cắm đầu vào học bừa đi là không có kết quả đâu. Xong chưa? Ok, 4-5 đáp án nào? Comment nhanh lên, 4-5 lại E rồi anh em ạ. 4-5 B là toang rồi. 4-5 E, 4-6. 4-6. Check nó 5 câu nữa rồi nghỉ này. 4-6 nhé. 4-6 đan B, 4-6 đan B, 12. Được chưa? 4-7 D này. Được. Đấy. Về check làm lại tối mai chữa cho nhá. Bám thầy từ đầu đến giờ. Lật lại thực sự 48 này. 48 này nhá. Thế thôi, đơn giản, bạn nào thấy hợp thì học thôi. Không cần nhiều view đâu các bạn. Nhưng mà cái đấy nó cũng là một cái để động lực để cố gắng nhiều hơn. Thế thôi. Vì thứ nhất là thầy cũng cần em giúp đỡ. Thì có chúng mày thì mới có view, không có thì đào mà đâu ra view, đúng không? Đấy, mỗi đứa thì giúp thầy nhiều hơn bằng cách là xe nhiều hơn. Nhiều thằng mẹ nó rãi xe ở chỉ mình tôi, mấy cái ông đấy mẹ chơi với ma, sống khôn như thế thì làm sao mà cho được ai cái gì, đúng không? Thầy dạy bọn mày 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ đến 12 giờ đêm tặng được cái xe, tặng xe chỉ mình tôi, không thể yêu thương được. Được chưa? 49 này, 49 chốt nhanh lên 2 câu nữa. 49 vẫn đang cờ các bạn. C nhá. Chốt 5 câu 50. 50 nhá. 10 đan B. Đấy, thấy chưa? Thế thôi. Đấy là cái nội dung của cái đề mà thầy cho các em thi thử, nó siêu hay luôn. Bạn nào không tin thì các em thấy cái đề nó rất chuẩn cấu trúc luôn nhá. Đề hơi bị xịn luôn. Đấy. Siêu chuẩn cấu trúc luôn. Thì các em về làm lại cái đề này cho thầy, nó rất là chất lượng. Để tối mai chúng ta gặp nhau trong 15 câu nữa và nhớ lên 2 lít nhá. Để thầy có thể đuổi kịp nhiều cái giáo viên dạy trước hơn thì họ tất nhiên họ có nhiều cái giáo viên, nhiều học sinh follow sẵn rồi, nhưng mà lượng 2K2 ấy đăng ký khóa học VIP của thầy giờ đã lên gần 500 đứa rồi. Tổng khóa C của TG thế nên là cũng không phải là dạng vừa đâu. Các em cứ theo dần thì sẽ lên tiến bộ thôi. Được chưa? Thấy hợp thì đăng ký nhá. Còn bây giờ thì mình nghỉ thôi. Hẹn lại các em trong buổi live tiếp theo nhé. Goodbye.